Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Tập 126. Chương 1251, Tung Hoành Vô Cực 4. Hắn đến rồi. Lô Vân Tổng ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn lên những luồng sấm sét như vô tận. Sau khi nhìn đến hình bóng áo trắng sau mạng lưới sấm sét thì tâm thần chợt chấn động. Lý Thiến Mai đứng thẳng người, nàng kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Sau khi nhìn thấy bóng hình sau sấm sét, nhìn hình bóng quen thuộc đã chia lìa trăm năm, nhìn thấy đối phương dẫm chân lên mạng lưới sấm sét, nàng khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt trở nên lặng lẽ giống như tất cả vốn là như thế, vốn phải là tình cảnh trước mắt, phải được bầu trời đầy sấm sét nghênh đón, phải tiến thẳng vào lòng nàng. Ánh mắt Mộc Băng Mi trở nên phức tạp, bên trong ẩn giấu một luồng tâm tư không nói nên lời. Nàng lặng lẽ nhìn hình bóng quen thuộc nhưng cũng xa lạ của người đàn ông trước mặt. Lúc này trước mắt nàng lóe lên rất tình cảnh, rất nhiều chua xót, rất nhiều khổ sở nói không nên lời. Nhưng trong cô độc lại có cảm giác ấm áp, một lúc lâu sau nàng lặng lẽ cúi đầu. Những tia sáng rực rỡ trong cặp mắt đẹp của Lữ Yên Phỉ càng trở nên nồng đậm, hai hàng lệ sung sướng chảy xuôi, ánh mắt vẫn nhìn lên hình bóng ngày càng gần trên bầu trời. Khoảnh khắc này giống như tất cả uất ức đều bùng ra, đều theo nói chuyện mắt chảy xuôi. Vương Lâm đến, khoác áo sấm sét, chém thiên địa, bước qua Vân Hải. Khoảnh khắc này không chỉ những người có quen biết với Vương Lâm, ngay cả những tu sĩ khắp bốn phía, ngay cả người Vô Cực Tông cũng cảm thấy chấn động. Phùng Hải đứng thẳng người dậy, đồng tử trong hai mắt đột nhiên co rút rồi nhìn chằm chằm vào hình bóng đang hàng lâm từ trên bầu trời. Với tu vi của lão thì rõ ràng nhận thấy lực lượng khủng bố trong thiên địa, loại lực lượng này không phải người tu sĩ toái niết tầm thường có thể xoay chuyển được. Loại lực lượng này biến hóa ở mức độ vô cùng, chỉ có những kẻ hiểu rõ quy tắc, tu vi đạt đến toái niết đại viên mãn mới có thể nhận ra. Không chỉ có Phùng Hải, ngay cả lão già tóc đỏ cũng hít vào một hơi thật sâu mà chấn động tâm thần. Quy tắc và ý cảnh của lão già này đều có liên quan đến lôi, vì vậy mà những gì cảm nhận được lại càng thêm rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, lão thậm chí đã sinh ra cảm giác không thể điều khiển nguyên thần trong cơ thể mình, giống như nguyên thần đã hóa thành sấm sét, giống như khoảnh khắc này có cảm giác xúc động muốn bái lạy. Giống như tất cả những gì hiện lên trước mắt lão không phải là một tu sĩ mà chính là một luồng thần lôi muôn đời trường tồn, đã tồn tại vĩnh hằng từ thời kỳ thiên địa sơ khai đến bây giờ. Ánh mắt người đàn ông trung niên họ Chiếu của Vô Cực Tông cũng giống như tia chớp nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang đứng giữa sấm sét. Tâm thần người đàn ông họ Chiếu chấn động, mơ hồ sinh ra cảm giác hoảng sợ. Hắn sợ vì đối phương xuất hiện mà mình không thể nào nhận biết được, mãi đến khi sấm sét vang vọng trên bầu trời mới kịp phản ứng. Loại thần thông ẩn giấu khí tức này làm cho người đàn ông trung niên họ Chiếu phải chấn động tâm thần. Hắn nghĩ đây cũng chưa chắc là thần thông, mà chính là sự sắp xếp của người có tu vi cao hơn mình rất nhiều. Lúc này lão già trước đó đã dẫn theo đám đệ tử đến vùng sương mù loạn thú để rèn luyện, càng dám khẳng định lão là người Vô Cực Tông duy nhất đã thấy Vương Lâm ra tay. Lúc này lão vội ôm quyền nói, ngày đó gặp Lữ huynh cũng không ngờ đều là đồng môn, lão phu Ngô Giang Bình xin ra mắt đạo hữu. Ngoài Ngô Giang Bình còn có một lão già khác đã sớm nhìn thấy hình bóng hư ảo của Vương Lâm. Lúc này ánh mắt lão già trở nên ngưng trọng, hắn vốn biết chuyện nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Lúc này, lão lại hoàn toàn tin đối phương có bản lĩnh để quét ngang tinh vực cấp 6 và cấp 7. Ánh mắt lão già tông chủ Vô Cực Tông cũng lóe lên tinh quang, lão là người có tu vi cao nhất ở đây, tuy không phải mạnh nhất ở Vô Cực Tông nhưng cũng đã đạt đến cảnh giới thiên nhân đệ nhất suy. Vì nguyên nhân đạt đến cảnh giới hiếm có này mà lão già tông chủ mới nhìn rõ những gì mà kẻ khác không thấy. Ánh mắt lão già rơi trên mi tâm Vương Lâm ở phương xa. Dù nơi đó trống không nhưng lão già tông chủ lại rõ ràng cảm nhận được trên mi tâm người áo trắng có ẩn giấu một luồng quy tắc. Càng làm lão già tông chủ cảm thấy đáng sợ chính là luồng quy tắc này không tồn tại trong thiên địa, đã vượt ra khỏi sự kiểm soát của thiên địa mà tồn tại, giống như một luồng quy tắc ngoài thiên địa, một quy tắc mới. Khoảnh khắc khi luồng quy tắc này bùng ra,
dù lão là tông chủ Vô Cực Tông cũng cảm thấy một luồng kính sợ. Đặc biệt là trên người áo trắng trước mặt lại ẩn giấu ý cảnh, khi hắn nhìn thấy thì sinh ra những biến hóa tràn đầy hư ảo. Đây chính là vấn đề làm lão trở nên kinh hoàng. Nếu giao chiến với tu sĩ như vậy thì lão không tin tưởng sẽ chiến thắng. Người này đã bị thương nhưng tình trạng vết thương lại không nghiêm trọng. Xem ra người này tới chậm vì có chuyện xảy ra. Lữ Anh Kiệt ngơ ngẩn nhìn lên hình bóng áo trắng trên bầu trời. Cảm giác chấn động hồn phi phách tán đột nhiên bùng lên giống như thủy triều rồi lập tức bao phủ hoàn toàn thân thể hắn. Cơ thể Lữ Anh Kiệt trở nên run rẩy. Đây chính là hoảng sợ, là kinh hoàng. Đặc biệt là nhớ tới chuyện chính mình trước đó đã từng đắc tội với người Quy Nguyên Tông, đã dùng những lời nói cợt nhả. Hơn nữa khi hắn nhớ tới chuyện đã từng nói muốn giao chiến với người này thì da đầu trở nên tê dại, cảm thấy ánh mắt bắt đầu tan rã. Thậm chí những đồng môn tiên âm môn đứng gần hắn cũng cảm thấy kinh hoàng. Hắn, không ngờ lại có tu vi này. Theo lời nói của Lô Vân Tòng thì hắn có thể giết chết ta như bóp chết một con kiến. Điều này cũng là sự thật. Tâm thần Lữ Anh Kiệt lập tức đại loạn, vẻ mặt tái nhợt, càng lúc càng bàng hoàng. Không phải chỉ có hắn mà đám người Tầm Loan Tông ở phương xa cũng trở nên lặng lẽ. Triệu Long sững sờ nhìn lên bầu trời, vẻ mặt biến đổi dữ dội, đồng tử hai mắt co rút lại, khoảnh khắc này đầu óc trở nên cực kỳ trống rỗng. Vẻ mặt tông chủ và đại trưởng lão Tầm Loan Tông bên cạnh Triệu Long cũng không còn chút máu. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Vương Lâm thì lập tức nhận ra người này là ai. Đây là kẻ đã bắt bọn họ phải tung ra toàn bộ sức lực để di rời tông phái ra khỏi mảnh đại lục của chính mình. Vì người này mà phải nhường đường, lại phải cung kính để người này rời đi. Là hắn. Hai người nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Gần 10 vạn tu sĩ ngồi trên bốn phía khán đài, trong đó phần lớn là người của tinh vực cấp 6, cấp 7. Đám người này tuy không biết được kẻ nào gây ra tình cảnh kinh động ở những tinh vực cấp 6 và cấp 7 trước đó, nhưng dù không được nhìn thấy cũng được những người biết rõ nói lại. Cũng có một vài lão quái từng tận mắt nhìn thấy bộ dạng Vương Lâm. Lúc này khi nhìn thấy Vương Lâm thì tất cả đều xôn xao, hàng loạt âm thanh truyền ra khắp bốn phía, chính là hắn, phóng qua tinh vực cấp 6 mà không kẻ nào dám tiến ra ngăn cản. Ta từng nghe sư tổ tông môn nói người này chỉ cần dùng một chiêu thần thông đã có thể phá vỡ vòng bảo vệ của tinh vực cấp 6 và cấp 7, dù là sư tổ cũng cảm thấy kinh hoàng. Lão Phu đã từng tận mắt nhìn thấy người này thi triển dịch linh ấn quét ngang một đường, làm cho rất nhiều tông phái phải di chuyển sang đại lục khác vì người này mà tạo ra một con đường. Nghe nói có 3 người tu sĩ toái niết chặn hắn lại nhưng sau đó tất cả đều trọng thương quay ra. Không phải 3 người, sư huynh của ta đã tận mắt nhìn thấy 7 tu sĩ toái niết liên thủ tấn công người này, nhưng hắn lại chỉ dùng một chiêu đã có 4 người chết và 3 người trọng thương. Ngay cả mảnh man hoang đại lục ở gần đó cũng phải tan vỡ dưới thần thông đó. Những âm thanh thảo luận sôi nổi vang lên khắp bốn phía. Nhưng lúc này thiên địa cũng vang lên những tiếng gào thét dữ dội rồi ép xuống tất cả những tiếng ồn ào bên dưới. Bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc này sấm sét trên bầu trời nổ vang ầm ầm rồi ngưng tụ. Cuối cùng tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Toàn bộ thiên địa không còn bất kỳ tiếng sấm động nào. Chỉ còn lại một người mặc áo trắng, mái tóc trắng phấp phới đang tiến từng bước từ trên trời giáng xuống. Sau khi rơi xuống đài cao, Vương Lâm đã đứng bên cạnh Lữ Yên Phỉ, ta đã tới chậm. Vương Lâm nhìn về phía Lữ Yên Phỉ đang rất tiểu tụy, trong mắt lộ ra cái nhìn xin lỗi, hắn khẽ nói. Những giọt lệ trong suốt đã không thể nào ngừng rơi trên gương mặt Lữ Yên Phỉ, nàng nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ lắc đầu. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng khẽ nói, không muộn. Chỉ cần người có thể đến, lúc nào cũng không muộn. Cô về đi, đã có ta ở đây, Quy Nguyên Tông không cần người nào khác phải hành động. Đại hội lần này ta sẽ bắt buộc các phân tông cấp 5, cấp 6, 7, tất cả đều phải nhường bước cho Quy Nguyên Tông trở thành đệ nhất. Vương Lâm cung tay áo lên, một luồng gió nhẹ cuốn quanh Lữ Yên Phỉ rồi trực tiếp lóe lên hiện ra bên cạnh đám người Vô Cực Tông đang quan chiến ngoài khán đài. Ánh mắt Vương Lâm quét về phía đám người Vô Cực Tông,
hắn ôm quyền hướng về phía lão già đã mở lời với mình trước đó. Nhưng lúc này vẻ mặt Vương Lâm lại khẽ động, hắn thấy được Lý Thiến Mai, thấy được Mộc Băng Mi. Ánh mắt Vương Lâm dừng lại rồi được thu hồi. Hắn đứng trên đài dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lô Vân Tổng đang liên tục cười khổ. Tu vi của Lữ Huynh đã không còn giống như trăm năm trước. Đại hội tông phái cấp 5 lần này, Tử Đạo Tông ta chấp nhận thua cuộc. Lô Vân Tổng ôm quyền cười khổ. Nếu tu vi Vương Lâm chỉ cao hơn một bậc thì trong lòng hắn vẫn còn niềm tin chiến đấu. Nhưng lúc này hắn đứng trước mặt Vương Lâm mà tâm thần run rẩy, hơn nữa còn xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Thậm chí làm cho hắn cảm thấy đáng sợ chính là ngay cả ý cảnh đạo niệm cũng xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Giống như trong thân thể người đối diện có một vòng xoáy vô hình hút đi tất cả đạo niệm ý cảnh khắp bốn phía. Chỉ cần bất cẩn thì ý cảnh đạo niệm sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Vương Lâm mỉm cười nhưng vẻ mặt lại cực kỳ lạnh lùng. Hắn khẽ nói, Lô Huynh, tại hạ có chuyện muốn hỏi, mong rằng Lô Huynh có thể nói rõ ràng. Những vết thương trên người Lữ Yên Phỉ là do kẻ nào tạo ra? Lô Vân Tổng không chút do dự mà chỉ về phía Tiên Âm Môn rồi nói, Lữ Anh Kiệt người Tiên Âm Môn. Sau đó Lô Vân Tổng lại chỉ tay về phía Tầm Loan Tông, Triệu Long người Tầm Loan Tông. Hình như hai người này có ham muốn đối với Lữ cô nương. Vương Lâm gật đầu, hắn xoay người nhìn về phía Tiên Âm Môn, trong mắt lóe lên hào quang, cơ thể phóng về phía trước. Khoảnh khắc này Vương Lâm giống như đạp phá hư không mà phóng về phía Tiên Âm Môn. Vẻ mặt Lữ Anh Kiệt trong Tiên Âm Môn lập tức biến đổi, thân thể hắn lùi về phía sau như tên bắn. Vẻ mặt sư tôn và trưởng lão Tiên Âm Môn bên cạnh hắn cũng trở nên ngưng trọng, hai người nhanh chóng lao ra. Đặc biệt là sư tôn Tiên Âm Môn, lão già này chụp lấy Lữ Anh Kiệt rồi lóe lên hóa thành một luồng cầu vồng phóng về phía đám người Vô Cực Tông trên khán đài. Tông chủ Tiên Âm Môn thì tiến lên một bước ngăn cản trước mặt Vương Lâm. Vẻ mặt hắn lộ ra vẻ cung kính, lão ôm quyền đang muốn giải thích. Nhưng Vương Lâm căn bản không muốn nghe người này nói. Hắn thấy đối phương tiến lên ngăn cản thì tay phải vung lên. Một tiếng nổ ầm trở nên vang vọng, một luồng cuồng phong đột nhiên gào thét, bên trong vang lên những tiếng sấm động. Cuồng phong lập tức đánh thẳng vào người tông chủ Tiên Âm Môn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Khoảnh khắc này tông chủ Tiên Âm Môn lập tức phun ra máu tươi, thân thể tan vỡ ầm ầm. Nguyên thần tông chủ Tiên Âm Môn phóng ra, gương mặt lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ. Vương Lâm cũng không có dấu hiệu chứng tỏ sẽ ngưng lại, hắn phóng thẳng về phía trưởng lão Tiên Âm Môn đang kéo theo Lữ Anh Kiệt phóng đi như tên bắn. Tốc độ Vương Lâm không nhanh nhưng mỗi bước chân dẫm xuống đều giống như có thể làm cho tâm thần của đám người đang quan sát phải chấn động ầm ầm. Khoảnh khắc này tất cả tu sĩ ở bốn phía đài cao đều trở nên yên tĩnh. Chủ tông cứu mạng. Trên trán sư tôn Lữ Anh Kiệt vã đầy mồ hôi, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão điên cuồng hướng về phía đám người Vô Cực Tông mà gào giống. Lữ đạo hữu, kính xin. Phùng Hải có chút do dự, lão ôm quyền đang định nói chuyện thì Vương Lâm đã phất tay cắt ngang lời nói. Nhục mạ Quy Nguyên Tông của ta, hắn nhất định phải chết. Kẻ nào cứu sẽ cùng tội. Vương Lâm vừa nói vừa vung tay phải lên chỉ về phía trước. Hắn đến đây vì mục đích làm tất cả mọi người phải kinh hoàng, vì mục đích tạo ra danh tiếng kinh thiên cho Quy Nguyên Tông. Một chỉ này làm thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Một chỉ thiên vận đột nhiên xuất hiện, những con sóng lực lại cuồn cuộn bùng lên. Đầu ngón tay điên cuồng hàng lâm tạo thành uy áp ngập trời, làm cho tất cả đám người đang quan sát khắp bốn phía phải hít vào một hơi thật sâu. Đám người đều phải ngơ ngác nhìn qua ngón tay khổng lồ đang che khuất thiên địa, tâm thần kẻ nào cũng liên tục rung động. Đầu ngón tay hàng lâm mang theo những tiếng gào thét, chỉ sau khoảnh khắc đã đập lên người Lữ Anh Kiệt và sư tôn. Một tiếng ầm vang lên, mặt đất giống như đã run rẩy, ngay cả tu chân tinh cũng chấn động. Máu tươi bắn ra tung tóe. Thân thể Lữ Anh Kiệt và sư tôn đột nhiên tàn vỡ, nguyên thần cũng trực tiếp vỡ nát tiêu tán trong hư không. Lúc này luồng gió thổi tới mang theo mùi máu tanh nồng, nặc rồi bao phủ khắp thiên địa, giết chết Lữ Anh Kiệt như bóp chết kiến hôi. Đây là câu nói của Lô Vân Tổng mấy ngày trước đó, lúc này đồng loạt vang lên bên tai tất cả mọi người giống như mùa đông giá rét đã đến.
Vương Lâm xoay người nhìn về phía Tầm Loan Tông, hắn tiến lên một bước rồi phóng đến. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1252, tung hoành vô cực năm. Những thần thông như một chỉ thiên vận thực sự tiêu hao cũng không phải là tiên lực. Thuật này cũng không phải là tiên pháp mà chính là Vương Lâm dung hợp với linh hồn thiên vận tử trong tâm thần rồi xuất ra. Thứ mà thần thông này tiêu hao chính là lực lượng trong hồn phách nghịch hành giả thiên vận tử, hơn nữa cũng có cả nguyên lực Vương Lâm. Nếu không phải được tu vi chính hắn tăng cường thì muốn tiện tay thi triển sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng uy lực của một chỉ thiên vận vẫn còn kém thần thông do chính thiên vận tử thi triển. Dù sao tu vi của hai người cũng khác biệt, hơn nữa phương pháp thi triển cũng khác hẳn nhau. Vương Lâm ra tay chính là một chỉ thiên vận, cái hắn muốn chính là làm người ta phải kinh hoàng. Dù sao hắn cũng bị thương chưa lành, nhất định phải xuất ra những thần thông bí hiểm, vì vậy cũng đạt được mục đích trước đám người vô cực tông ở nơi đây. Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ hắn sẽ không gọi ra văn thú, vì đây chính là đòn sát thủ bảo vệ tính mạng của hắn. Mặt đất vẫn đang liên tục chấn động, những dư âm của vụ nổ dường như vẫn còn vang vọng bên tai tất cả mọi người. Mùi máu tanh tiêu tán trong gió lại làm đám người đang quan sát chấn động tâm thần. Trước mặt vô cực tông mà phá hủy thân thể của tông chủ phân tông, giết chết đại trưởng lão phân tông, giết chết đại đệ tử Lữ Anh Kiệt của phân tông. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt. Khi trưởng lão vô cực tông Phùng Hải đang muốn mở miệng ngăn cản thì một câu nói người cứu hắn sẽ cùng tội không chút khách khí của Vương Lâm đã vang lên. Nếu có tư cách, có thực lực thì có thể làm được tất cả. Điều này cũng chẳng phải không có người làm được, nhưng nếu có lá gan hành động như người này lại cực kỳ hiếm thấy. Vương Lâm ra tay rất gọn gàng, đã hoàn toàn làm cho trong lòng đám người nơi đây, kể cả người vô cực tông sinh ra những chấn động rất sâu sắc. Lý Yên Phỉ cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại bùng lên cảm giác ấm áp. Ánh mắt Mộc Băng Mi trở nên phức tạp, trong lòng cũng không biết vì sao mà càng thêm chua xót. Nàng nghĩ tới Liên Minh Tinh Vực, nghĩ tới Côn Hư bị phá hủy, nghĩ tới sự hùng mạnh của Thác Sâm. Những gì nàng đã gặp chuyện có chút gì đó giống với Lý Yên Phỉ. Nhưng Lý Yên Phỉ lại có thể đứng sau lưng một người như hắn, mà chính mình lại bất lực. Mãi mãi cũng chỉ có một thân một mình gánh chịu mà thôi. Vẻ mặt Lý Thiến Mai cực kỳ lặng lẽ, yên lặng nhìn về phía Vương Lâm, trên mặt hiện lên một nụ cười giống như trăm năm trước. Vương San San thì nhướng mày, trong đầu hiện lên một chỉ vừa rồi giống như đang nghĩ đến vấn đề nào đó. Đám lão quái có tu vi cao thâm trong vô cực tông thì tâm cơ lại càng thâm trầm. Lúc này đám người chẳng thể nhìn rõ đang buồn hay vui, nhưng ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm đã trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Chỉ có lão già áo bào trắng tông chủ vô cực tông là người nhìn thấy rõ tu vi Vương Lâm nhất. Đối với chuyện Vương Lâm giết chết người tiên âm môn trước mặt mình, lão cũng không có biểu cảm gì giống như không được nhìn thấy. Vương Lâm khẽ xoay người, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh nhưng một luồng sát khí lại bùng lên bao phủ toàn thân. Lúc này ánh mắt hắn đang chuyển lên địa phương Tầm Loan Tông. Hắn cất bước phóng về phía đó. Bầu không khí bốn phía trở nên yên tĩnh. Khoảnh khắc này gần 10 vạn ánh mắt của đám người đều ngưng tụ trên cơ thể Vương Lâm. Hàng loạt ánh mắt chuyển đến, không làm Vương Lâm sinh ra không cảm giác nào. Bước tiến của Vương Lâm không nhanh nhưng mỗi khi dẫm xuống lại làm cho tâm thần của tất cả đệ tử Tầm Loan Tông nhảy dựng lên, giống như bọn họ đang phải đối mặt với một mãnh thú đến từ thời viễn cổ. Con thú này đang há rộng miệng muốn thôn phệ tất cả bọn họ. Vẻ mặt tông chủ Tầm Loan Tông trở nên tái nhợt, dù lão có tu vi toái niết nhưng không có dũng khí đối mặt với Vương Lâm. Đặc biệt là nghĩ đến tình cảnh trước đó đối phương đã bắt buộc tông phái mình di chuyển đại lục, da đầu lão lại run lên, trong đầu không thể sinh ra chút ý niệm đối kháng nào. Tầm Loan Tông chỉ là một tông phái nhỏ trong tinh vực cấp 7 mà thôi. Vì một trưởng lão mà chống đối với người kia thì đúng là không khôn ngoan. Ánh mắt tông chủ Tầm Loan Tông lóe lên, hắn đảo mắt nhìn về phía đại trưởng lão Tầm Loan Tông bên cạnh. Vị đại trưởng lão này cũng có tu vi cao thâm, đã đạt đến toái niết trung kỳ đỉnh phong.
Dù là vị đại trưởng lão thì sau khi nhìn thấy một người đáng sợ như Vương Lâm xông thẳng qua tinh vực cấp 7 thì sinh ra cảm giác hồn phi phách tán. Nhưng lão cũng nhìn thấy đối phương thi triển dịch linh ấn cực kỳ tào nhã, tự nghĩ rằng chính mình không phải là đối thủ. Sau khi thấy ánh mắt tông chủ thì hai người lập tức nhìn nhau, hai người lập tức hiểu ý nhau nhưng cũng hơi do dự. Nhưng cảm giác do dự lại hoàn toàn tan vỡ khi Vương Lâm tiến tới từng bước. Tình cảnh thảm bại của Tiên Âm Môn vẫn còn hiện rõ trước mắt, tông chủ Tầm Loan Tông lập tức cắn răng, thân thể cũng lập tức tránh sang một bên. Đúng lúc này, đại trưởng lão cũng lập tức tránh người. Hai người này vừa tránh đi thì tất cả tu sĩ Tầm Loan Tông khắp bốn phía đều phải tản ra, những tu sĩ tông phái khác ở bên cạnh cũng di động. Không lâu sau, trong đám người lập tức xuất hiện một con đường, bốn phía xung quanh nguyên thần Triệu Long lập tức trống trải. Nguyên thần hắn run rẩy, rồi nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Ngươi đi ra cho ta. Vương Lâm dừng chân lại, ngón trỏ tay phải chỉ thẳng về phía nguyên thần Triệu Long. Lão phu liều mạng với ngươi. Hai mắt Triệu Long trở nên đỏ bừng, tâm thần run rẩy. Lúc này cảm giác lạnh như băng bùng lên khắp toàn thân. Xung quanh hắn có rất nhiều người nhưng vẫn sinh ra cảm giác giống như tất cả thế giới đều chối bỏ mình. Thiên địa mênh mông chỉ còn chính mình tồn tại. Khi tiếng gầm tức giận vang lên, Triệu Long điên cuồng lao ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong thân thể lập tức ầm ầm bốc lên một ngọn lửa vô hình. Hắn đã bị ép đến đường cùng nên phải lựa chọn cách thức thiêu đốt nguyên thần thì tu vi của hắn điên cuồng tăng mạnh. Từ toái niết sơ kỳ đột phá lên đỉnh phong, đạt đến toái niết trung kỳ tạo thành những tiếng gào thét kinh thiên động địa. Từ xa nhìn lại, Triệu Long giống như đã hóa thành một luồng lưu tinh rộng hơn 10 trượng. Lưu tinh này liên tục thiêu đốt và phóng về phía Vương Lâm. Khi Triệu Long liên tục phóng về phía trước, cảm giác điên cuồng của hắn càng trở nên dữ dội. Cuối cùng hầu như tất cả hào quang trong thiên địa đều trở nên ảm đạm. Chỉ còn một nguyên thần Triệu Long đang hóa thành lưu tinh, đã trở thành một luồng sáng cực mạnh hút hết tất cả các loại ánh sáng khác. Người muốn ta chết thì phải trả một cái giá đắt. Tiếng giống giận cuối cùng vang lên rồi vang vọng khắp thiên địa, chấn động đất trời, cũng khiến cho tâm thần của đám tu sĩ đang quan sát khắp bốn phía phải sinh ra cộng hưởng. Dù là đám người Vô Cực Tông cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Trên thế gian này, những chuyện có thể làm cho một tu sĩ toái niết bắt buộc phải lựa chọn phương pháp thiêu đốt nguyên thần, bắt buộc phải tự bạo thì không phải là tầm thường. Nhưng tình cảnh này lại xuất hiện rõ ràng trước mặt đám người nơi đây. Khi nguyên thần liên tục thiêu đốt, một lực lượng điên cuồng bùng ra với khí thế hủy diệt. Dù người có tu vi cao hơn rất nhiều cũng phải hủy diệt trước tình cảnh điên cuồng này, cũng sẽ vô thức lựa chọn phương pháp tránh đi. Nhưng Vương Lâm lại không tránh mà trong mắt lóe lên tinh quang. Vẻ mặt Phùng Hải trở nên âm trầm, hắn thân là trưởng lão Vô Cực Tông, cũng là người phụ trách đại hội lần này nhưng phải trơ mắt nhìn đối phương giết chết người Tiên Âm Môn, cũng không thèm để ý đến lời nói của mình. Nếu chỉ là như vậy thì cũng không đáng nói, nhưng lúc này kẻ mà đối phương muốn giết chết chính là người của tinh vực cấp 7. Mỗi một người của tông phái tinh vực cấp 7 đều cực kỳ quý giá đối với Vô Cực Tông, quan trọng hơn chính là người khác có thể để mặc sống chết của Triệu Long Tầm Loan Tông. Có thể mặc kệ danh tiếng Tầm Loan Tông sụt giảm xuống ngàn trượng nhưng Phùng Hải lại bắt buộc phải ra tay. Vì năm xưa lão cũng từ trong Tầm Loan Tông đi ra, sau đó mới trở thành trưởng lão Vô Cực Tông. Nếu Lý Thiến Mai ra tay giết người thì cũng bắt buộc phải chịu. Vì sau lưng nàng chính là Phá Thiên Tông, Phùng Hải cũng không có lời nào để nói. Nhưng tình cảnh lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Lữ đạo hữu, kính xin cho lão phu một chút ân tình. Đừng giết chết người Tầm Loan Tông. Lời nói của Phùng Hải cực kỳ âm trầm, lời nói vang lên lạnh cả người, cơ thể lão vừa xông ra đã phóng thẳng về phía Vương Lâm. Khoảnh khắc này luồng lưu tinh 10 trượng do nguyên thần đang thiêu đốt của Triệu Long cũng tiến đến. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh nhưng trong cơ thể lại bùng lên sát khí, luồng sát khí lập tức ầm ầm bùng ra trong nháy mắt. Luồng sát khí này cực mạnh. Ngay khi xuất hiện thì lập tức khuấy động thiên địa, phong vân biến sắc giống như có rất nhiều oan hồn huyễn hóa ra giữa trời đất. Những âm thanh thê lương kinh thiên động địa,
ẩn giấu những luồng khí lạnh lẽo đến vô tận. Sát khí này vừa xuất hiện thì đột nhiên bùng lên, vẻ mặt Phùng Hải đang tiến đến lập tức có biến đổi lớn, thân thể bắt buộc phải ngừng lại. Lão sinh ra một loại cảm giác nếu cứ tiếp tục tiến lên một bước, tiến vào trong phạm vi thần thông của Vương Lâm thì nghênh đón hắn chính là đòn sát thủ cực kỳ vô tình. Khoảnh khắc này Vương Lâm cũng khẽ động. Vương Lâm đối mặt với luồng lưu tinh do nguyên thần thiêu đốt hóa thành thì thân thể lập tức tiến thẳng một bước về phía trước. Thân thể vừa chuyển động như gió, chân phải đã ầm ầm vung lên, khoảnh khắc sau đã đá thẳng lên nguyên thần. Mái tóc trắng của Vương Lâm bay bổng, y phục như tuyết trắng phần phật trong gió. Hắn không cần dùng thần thông, không cần né tránh, cũng chẳng có bất kỳ động tác nào đẹp đẽ mà dùng phương pháp trực quan nhất, trực tiếp nhất, khắc sâu vào trong trí nhớ nhất. Phương pháp này làm cho cả đời kẻ khác không thể nào quên, một cước như sấm sét. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khoảnh khắc sau đã điên cuồng vang vọng. Chân phải Vương Lâm cũng không ngừng lại mà trực tiếp đánh thẳng lên nguyên thần đang thiêu đốt của Triệu Long phát ra những âm thanh kinh thiên động địa. Dù nguyên thần Triệu Long đang thiêu đốt nhưng căn bản không có lực chống cự dưới lực lượng tuyệt đối này. Khi thiêu đốt nguyên thần thì chắc chắn sẽ phải chết. Những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang vọng, lưu tinh vỡ nát trong nháy mắt rồi hòa thành hàng loạt tinh quang tiêu tán khắp bốn phía. Vương Lâm thu chân lại, vẻ mặt cực kỳ ung dung, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám tu sĩ khắp bốn phía, cuối cùng chuyển lên người Phùng Hải. Vị đạo hữu này, lời của ngươi đã chậm rồi. Vẻ mặt Phùng Hải trở nên âm trầm, lão nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Một lúc lâu sau thì xoay người phóng thẳng về phía khán đài Vô Cực Tông. Bầu không khí bốn phía lập tức trở nên cực kỳ lặng lẽ, nhưng khoảnh khắc sau lại trở nên ồn ào rồi vang vọng. Khi Vương Lâm xuất hiện, giết chết Lữ Anh Kiệt Tiên Âm Môn, giết Triệu Long Tầm Loan Tông mà tất cả thời gian lại cực kỳ ngắn. Vì vậy mà những chấn động trong lòng các tu sĩ khác lại càng trở nên dữ dội, thần thông kinh người mà thân thể lại càng kinh người. Trong mắt lão già áo bào trắng tông chủ Vô Cực Tông bùng lên những luồng sáng rực rỡ. Chỉ là một người Tiên Âm Môn, một người Tầm Loan Tông thì căn bản không có ý nghĩa gì nếu so sánh với tu sĩ đại thần thông trước mặt. Vương Lâm xoay người nhìn về phía đám tu sĩ Thượng Tông, giọng nói bình tĩnh nhưng rõ ràng truyền vào tai tất cả mọi người. Lữ Mỗ đại biểu cho Quy Nguyên Tông muốn khiêu chiến với tất cả mọi người trong phân tông cấp 6, 7 và 8, bất kỳ người nào cũng có thể lên đây. Lời nói của Vương Lâm giống như gió lạnh thổi qua làm cho bầu không khí khắp bốn phía lại trở nên lặng lẽ. Lô Vân Tổng hít vào một hơi thật sâu rồi cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng. Ánh mắt Lô Vân Tổng đảo về phía Viên Phi bùng lên cái nhìn như cười như không. Vẻ mặt Viên Phi trở nên tái nhợt. Sau khi trầm tư một lát hắn vẫn không dám đứng dậy tiến lên. Tại hạ Vân San người Thanh Vân Đạo cấp 7 muốn cùng Lữ Huynh luận bàn một phen. Một giọng nói bình thản đột nhiên chậm rãi vang lên trong thiên địa yên tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 1253, Tung Hoành Vô Cực 6. Trong lần đại hội trước đây của Vô Cực Tông thì Thanh Vân Tông là tông phái đứng hạng thứ 3 trong tinh vực cấp 7. Thần thông của Thanh Vân Tông chú trọng vào sự biến hóa, cũng ẩn giấu những ý niệm khó lường. Môn hạ đệ tử cũng có hơn 7.000 người, nhiều năm qua đã đào tạo được rất nhiều cao thủ. Tất cả cao thủ đều được Vô Cực Tông tuyển đi rồi trở thành trọng điểm bồi dưỡng. Vẻ mặt người đàn ông trung niên có giọng nói bình thản cực kỳ bình tĩnh, làn da hơi vàng giống như trong người có bệnh nặng. Người này vừa nói lập tức phóng ra từ trong đám người ở phía tây đài cao, giống như dưới chân hắn có một đám mây vô hình nâng thân thể lên rồi dần dần tới gần đài. Người đàn ông này mặc áo xanh, rất có danh tiếng trong tinh vực cấp 7. Ngày thường hắn thường bế quan không quan tâm đến chuyện đời. Lần này đại hội chủ tông được tổ chức rất long trọng, hắn mới xuất quan đến tham dự. Người này tu vi dũng mãnh, mơ hồ bùng ra khí tức toái niết hậu kỳ. Nghe nói người này chính là một trong số 3 đệ tử môn phái được Vô Cực Tông quyết định tham gia đại hội tinh vực cấp 8.
Vài ngàn năm qua hắn được Vô Cực Tông cực kỳ coi trọng, rất nhiều đan dược và pháp bảo, thậm chí ngay cả thuật thần thông cũng liên tục đưa xuống trợ giúp. Hơn nữa người này còn được một vị trưởng lão trong nhóm 7 vị thái thượng của Vô Cực Tông tự mình truyền đạo ngàn năm. Có thể nói người này đã tập hợp toàn bộ thực lực Vô Cực Tông, là một tu sĩ đại thần thông được bồi dưỡng trọng điểm với mục đích chính là chiến thắng trong đại hội tông phái cấp 8. Khi bước tiến của hắn dẫm xuống thì đám người bên dưới bắt đầu thảo luận ồn ào. Nếu nhìn qua thì người đàn ông mặc áo xanh này cũng không lớn tuổi, nhưng thời gian tu đạo đã đạt đến vài ngàn năm. Lúc này vẻ mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, khi rơi người xuống trước mặt Vương Lâm thì hắn ôm quyền nói, Lữ đạo hữu, xin chỉ giáo. Người này vừa nói xong thì hai mắt bùng lên tinh quang, một thân tu vi toái niết ầm ầm tràn ra tạo thành một vòng xoáy lấy thân thể trung tâm quét ngang khắp bốn phía. Lúc này thiên địa giống như đã thay đổi, từ xa nhìn có thể thấy một vòng xoáy khổng lồ chậm rãi chuyển động. Hư ảnh của một mãnh hổ chín đầu màu đỏ đột nhiên huyễn hóa ra trong vòng xoáy, một tiếng gầm giống kinh thiên vang lên. Hổ hồn cửu chuyển. Ánh mắt đám người có kiến thức rộng rãi trong đám tu sĩ khắp bốn phía đột nhiên trở nên ngưng trọng. Trong đám người Vô Cực Tông đang ngồi trên khán đài, vẻ mặt Phùng Hải trở nên âm trầm rồi nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Tâm cơ của lão rất sâu, nếu không phải chuyện bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ chẳng cùng chém giết với một người mà chính mình không nắm chắc chiến thắng. Lúc này lão đang lợi dụng cơ hội để xem tu vi cực hạn của kẻ đã giết chết Triệu Long. Đám trưởng lão còn lại của Vô Cực Tông cũng dùng ánh mắt đối với người cùng thế hệ nhìn về phía kẻ mặc áo xanh. Trong lòng bọn họ đều biết rõ, nếu tên đàn ông trung niên kia không phải một trong ba người bắt buộc tham dự đại hội tông phái cấp 8 thì chắc chắn sẽ trở thành trưởng lão Vô Cực Tông. Lão già áo bào trắng tông chủ Vô Cực Tông nheo mắt lại lộ ra vẻ khen ngợi. Dù biết người đàn ông áo xanh này cũng không phải kẻ mạnh nhất trong đám ba người kia nhưng với tu vi toái niết hậu kỳ cũng đủ để chứng tỏ sự hùng mạnh của Vô Cực Tông. Trong những lần đại hội tông phái cấp 8 trước đó, Vô Cực Tông đều đi đến giai đoạn cuối của đại hội. Lần này lão già áo trắng tin Vô Cực Tông bọn họ dù không thể chiến thắng và trở thành đệ nhất, nhưng cũng tuyệt đối không rớt xuống vị trí cuối cùng như những năm xưa. Hai mắt người đàn ông áo xanh bùng lên chiến ý, hai tay bấm pháp quyết chỉ về phía trước. Mãnh hổ chín đầu bên ngoài thân thể hắn được hình thành trong lốc xoáy đột nhiên phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Khi mãnh hổ chín đầu gầm giống thì thân thể hóa thành trăm trượng, chín đầu từ chín phương hướng khác nhau phóng về phía Vương Lâm mà thôn phệ. Lúc này thiên địa giống như vì sự xuất hiện của mãnh hổ chín đầu mà trở thành một màu đỏ máu. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như bình thường không chút biến hóa nào. Lần này hắn đến Vô Cực Tông chính là muốn dùng một chữ nhanh, dùng tốc độ cực nhanh để bộc phát ra thực lực. Chỉ như vậy mới có thể làm thanh danh Quy Nguyên Tông bùng lên mạnh mẽ. Nếu để thời gian kéo dài, một khi không thể áp chế được vết thương và sinh ra những chuyển biến xấu thì lợi bất cập hại. Khoảnh khắc khi mãnh hổ chín đầu gầm giống lên, Vương Lâm tiến về phía trước một bước. Khi một bước chân dẫm xuống thì ý cảnh của hắn đột nhiên có thay đổi, bốn phía quanh thân thể trở nên vặn vẹo không phân biệt được thật giả. Khi tiến lên một bước, tay phải Vương Lâm vung lên hư không phía trước, một ngọn lửa màu lam đột nhiên bùng lên rồi bao phủ khắp toàn thân tạo thành một vòng xoáy lửa. Mở! Vương Lâm quát khẽ một tiếng, vòng xoáy lửa bên ngoài thân thể hắn đột nhiên nghịch chuyển rồi ầm ầm tản về khắp bốn phía. Khoảnh khắc sau đã đánh thẳng về phía mãnh hổ chín đầu. Những tiếng nổ ầm ầm lập tức trở nên vang vọng, những con sóng tản ra kịch liệt trong thiên địa. Mãnh hổ chín đầu lập tức bị ngọn lửa màu lam bao vây, ba đầu mãnh hổ lập tức tan vỡ phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Hình bóng Vương Lâm lập tức phóng ra khỏi ngọn lửa rồi tiến về phía người đàn ông áo xanh. Khi hắn phóng về phía trước, tay phải nâng lên chỉ bầu trời rồi quát, thiên địa chi hỏa. Lời này vừa mới nói ra, trong đám tu sĩ gần 10 vạn khắp bốn phía đài cao, hễ là những người có thần thông liên quan đến hỏa thì vẻ mặt lập tức biến đổi. Bọn họ rõ ràng phát hiện được khoảnh khắc này nguyên lực thuộc tính hỏa trong thân thể không còn được chính mình điều khiển, tất cả đều trở nên điên cuồng, muốn lao ra khỏi cơ thể giống như đang được kêu gọi.
Khoảnh khắc này thân thể tất cả những tu sĩ có lực lượng liên quan đến hỏa trên khắp khán đài đều giống như trở nên thiêu đốt, ngọn lửa bùng lên ngập trời rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm ngưng tụ lại. Vẻ mặt một vị trưởng lão tóc trắng trong đám người Vô Cực Tông lập tức biến đổi, thần thông hắn tu luyện thuộc hệ hỏa. Lúc này lão vội vàng khoanh chân, hai tay bấm pháp quyết điểm lên ngực vài cái, hỏa nguyên thần trong cơ thể mới yên ổn trở lại. Khoảnh khắc này giống như Vương Lâm đã hóa thân thành một ngọn lửa bùng lên từ thời kỳ thiên địa sơ khai, đã trở thành người điều khiển ngọn lửa, tất cả lửa trong thiên địa đều phải nghe hiệu lệnh của hắn. Hàng loạt ngọn lửa từ trong đám tu sĩ bay ra, tất cả đều hướng về phía Vương Lâm ngưng tụ lại, toàn bộ mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi Vương Lâm đi về phía trước, tay phải hắn lập tức được những ngọn lửa khắp bốn phía phóng đến rồi hóa thành một hỏa cầu cực lớn. Khi tay phải vung lên, hỏa cầu này ầm ầm dung nhập vào trong tay Vương Lâm. Vẻ mặt người đàn ông áo xanh biến đổi, thân thể lập tức lui về phía sau. Hắn vung một chảo lên hư không, túi chữ vật lập tức xuất hiện. Hắn đang muốn lấy pháp bảo ra chống cự, nhưng Vương Lâm sao có thể để người kia có cơ hội lấy pháp bảo. Tu sĩ toái niết chắc chắn sẽ có pháp bảo với uy lực khổng lồ. Một khi lấy ra thì trận chiến này sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn được. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay trái đột nhiên chỉ về phía đối phương, trong miệng truyền ra một tiếng định. Một chữ vừa ra thì thân thể phải ngừng. Khoảnh khắc khi người đàn ông áo xanh ngừng lại thì Vương Lâm hóa thành một biển lửa bùng đến gần. Hỏa cầu trên tay phải hắn lúc này đã giống như ngọn lửa trên tay. Hai ngón tay hắn khẽ điểm lên ngực đối phương vài cái. Mỗi một chỉ điểm xuống đều phát ra những tiếng nổ vang vọng. Thân thể người đàn ông áo xanh càng chấn động, toàn thân lập tức bao phủ trong ngọn lửa. Sau ba chỉ, người này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị một luồng lực lượng khổng lồ đẩy mạnh rồi văng thẳng xuống dưới. Nếu chỉ như vậy thì không thể biểu hiện ra thần thông của Vương Lâm. Thân thể hắn dừng lại nhưng tay phải lại vung một chảo lên hư không. Khoảnh khắc khi một chảo được vung lên thì biển lửa vô tận lại được huyễn hóa ra trong thiên địa. Biển lửa quét ngang che phủ bầu trời làm nơi đây trở thành một thế giới đầy lửa. Khoảnh khắc khi biển lửa bùng lên thì điên cuồng phóng tới thân thể người đàn ông áo xanh bị đánh văng. Những tiếng nổ càng ầm ầm liên tục vang vọng một cách kinh người. Cuối cùng một tiếng đùng vang lên, toàn thân người đàn ông áo xanh bùng ra máu tươi nhưng không tan vỡ. Trong thân thể bùng ra những luồng sáng màu trắng bạc rồi liên tục đối kháng triệt tiêu với lực lượng ngọn lửa. Vẻ mặt người đàn ông áo xanh không còn chút máu, người này từ trên đài cao vạn trượng rơi xuống đất. Khoảnh khắc khi rơi xuống thì mặt đất bên dưới lập tức vang lên người tiếng ken két, hàng loạt vết nứt bùng ra rồi liên tục vỡ vụn. Thân thể người đàn ông áo xanh lại tiếp tục lui về phía sau, liên tục lùi vài trăm trượng mới ngừng lại. Hắn phun ra một ngụm máu tươi rơi trên mặt đất, đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình. Người đàn ông áo xanh trầm tư một lát rồi hướng về phía Vương Lâm vẫn như thường, giống như trận chiến vừa rồi đối với hắn mà nói thì cực kỳ nhàn nhã. Thật sự hắn đã xuống tay lưu tình, nếu không thì một đòn tấn công vừa rồi cũng đủ làm thân thể đối phương tan vỡ. Nhưng lần này ra tay Vương Lâm cũng phải trả giá lớn, hắn đã cưỡng chế thi triển toàn lực. Tình trạng vết thương lại nặng thêm một phần nhưng người ngoài không thể nào nhìn ra được. Khoảnh khắc khi người đàn ông áo xanh thảm bại thì phần lớn tu sĩ khắp bốn phía khán đài đều đứng thẳng lên nhìn về phía hình bóng Vương Lâm đứng trên đài cao mà quần áo bị những cơn gió thổi tung phần phật. Trong mắt đám người đều lộ ra vẻ kính sợ nồng đậm. Trong mắt đám trưởng lão Vô Cực Tông cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Dù trước đó bọn họ đã nghe nói về thực lực khủng bố của Vương Lâm nhưng những gì tai nghe chỉ là giả. Dù vẫn tin là thật nhưng cũng không bằng trực tiếp nhìn thấy. Tình cảnh trước đó Vương Lâm đã giết chết người của Tiên Âm Môn và Tầm Loan Tông, dù sao cũng sinh ra cảm giác lấy mạnh hiếp yếu. Dù thần thông kinh người nhưng những trưởng lão Vô Cực Tông cảm thấy chính mình cũng làm được, cho nên cũng không quá để ý. Nhưng tình cảnh trước mắt đã hoàn toàn khác biệt. Tu vi của người đàn ông áo xanh cũng không có gì khác biệt với đám trưởng lão. Lúc này bọn họ cũng cảm thấy đồng cảm nhưng lại đau. Khổ phát hiện ra, dù mình đổi cho người đàn ông áo xanh thì giống như cũng thất bại mà thôi.
mà quan trọng là vẻ mặt tên kia vẫn như thường, giống như cực kỳ thoải mái, căn bản không phải đã sử dụng toàn lực. Điều này làm trong lòng bọn họ phải chấn động, Phùng Hải trở nên trầm tư, nhìn về phía Vương Lâm trên đài cao mà ánh mắt chợt lóe. Trong mắt vị trưởng lão tu luyện thần thông hệ hỏa bên cạnh Phùng Hải cũng bùng lên vẻ kinh hoàng, lão là người cảm nhận sâu sắc nhất. Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc chiến vừa rồi đã làm lão sinh ra một cảm giác giống như chỉ cần đối phương sinh ra một ý niệm thì ngọn lửa sẽ từ bỏ thân thể chính mình rồi trở thành thứ được đối phương sử dụng. Trong tất cả những trận chiến giữa lão và người khác thì loại chuyện quỷ dị thế này đúng là lần đầu tiên xảy ra. Ánh mắt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, hắn nhìn qua đám mây trên bầu trời rồi chậm rãi nói, hôm nay Lữ Mỗ muốn chiến đấu, còn người phương nào muốn tham chiến không? Đỗ Lâm người từ Tùng Cốc cấp 7, xin được Lữ Đạo Hữu chỉ giáo. Tại hạ là Doãn Hồ, người Thiên Âm Tông cấp 7, xin Lữ Đạo Hữu chỉ giáo. Giọng nói của một nam một nữ hầu như cùng vang lên, nhưng từ hai phía đông và nam xuất hiện hai luồng cầu vồng phóng đi như tên bắn, khoảnh khắc sau đã đến gần. Lúc này sau khi đưa mắt nhìn nhau thì đột nhiên khẽ ngừng lại. Nhóm người các ngươi cùng lên một lúc đi. Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn lên bầu trời rồi bình thản mở miệng. Hắn nâng tay phải lên rồi đẩy thẳng về phía đài cao bên dưới. Đài cao khổng lồ chiếm giữ gần một nửa tu chân tinh lập tức chấn động ầm ầm, ngay cả tu chân tinh cũng chấn động theo. Một luồng khí tức tang thương giống như theo một chảo tay phải Vương Lâm trực tiếp được sinh ra từ trên tu chân tinh, làm cho thân thể Vương Lâm giống như bùng ra một luồng khí tức mơ hồ. Rút lực linh hồn. Lập tức có tu sĩ hô lên kinh hoàng, trong giọng nói tràn đầy sự sợ hãi. Các bạn đang nghe truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1254, Tung Hoành Vô Cực 7. Trong đám tu sĩ khắp bốn phía đài cao cũng không phải tất cả đều biết được hành động lần này của Vương Lâm là gì, chỉ cảm thấy hắn vung một chảo về hư không phía trước, mặt đất lập tức chấn động. Nhưng chấn động này chỉ là cảm giác mà thôi, thực tế thì mặt đất không chuyển động, cái chuyển động chính là con người. Khoảnh khắc này giống như một chảo của Vương Lâm đã hút tâm thần đám người điên cuồng bay ra ngoài thân thể. Từ hai chân dung nhập vào trong mặt đất rồi sau đó lập tức bị Vương Lâm hút từ trong mặt đất ra. Tình cảnh trước mặt đám người trở nên mơ hồ, giống như khoảnh khắc này có một luồng khí tức tang thương bao phủ tất cả không gian. Khí tức tang thương này vạn đời không thay đổi, nồng đậm đến mức làm người ta cảm thấy hít thở khó khăn. Tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là ảo giác nhưng lại rất chân thật làm tâm thần người ta chấn động. Cực kỳ đáng sợ, giống như tay phải Vương Lâm lúc này chính là một vòng xoáy có thể hút đi lực lượng trong thiên địa. Lực lượng đất trời này có thể hút vào tất cả linh hồn tu chân tinh và tâm thần của tu sĩ khắp bốn phía. Dù có phản kháng hay không, dù đồng ý hay không, tất cả đều bị cưỡng ép hút đi. Khoảnh khắc này có rất nhiều người không biết thuật rút linh hồn nhưng bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác nói không nên lời, giống như chính mình và tu chân tinh này đang tan ra rồi hòa vào cùng một thể. Dưới một chảo tưởng chừng như đơn giản của Vương Lâm, linh hồn lập tức bay ra. Đã động thì kinh thiên động địa, tĩnh thì rút hồn tinh cầu. Đúng là rút linh hồn. Nếu biết được manh mối của thuật thần thông này cũng chỉ có những tu sĩ đại thần thông cấp 7. Tiếng kinh hô vừa rồi từ trong miệng một người truyền ra, người này đứng thẳng lên, trong mắt lộ ra cái nhìn không thể tin. Khoảnh khắc này không phải chỉ có hắn, hễ là những tu sĩ lão quái đại thần thông thì vẻ mặt đều biến đổi, căn bản không dám tin tất cả mọi tình cảnh xảy ra trước mắt là thật. Nghe nói trong tu chân tinh có hồn, nếu như tu luyện đến một trình độ nhất định, minh ngộ thiên đạo đạt đến mức độ không thể tin thì có thể rút ra linh hồn tu chân tinh rồi hóa thành thần thông thiên địa. Khi phong tiên giới tan vỡ chưa từng nghe nói pháp thuật này được truyền lại, căn bản không có cách nào chứng tỏ sự tồn tại của nó, tên Lữ Tử Hạo này. Hắn có thể chân chính thi triển pháp thuật này sao? Đây là cảm giác thiên địa hư ảo và chuyển động. Khí tức muôn đời tang thương lại giống hệt nhưng những gì được miêu tả trong sách cổ, tuyệt đối không sai, đây chính là rút linh hồn. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường,
Khoảnh khắc khi hai luồng cầu vồng ở hai hướng đông và nam gào thét phóng đến, tay phải Vương Lâm vung lên giống như nắm được toàn bộ tu chân tình, hắn nhấc mạnh tay lên. Đột nhiên mặt đất phát ra những tiếng nổ vang vọng, nói thẳng ra thì nó không có bất kỳ tiếng động nào. Vì âm thanh này tai không thể nghe rõ được, nhưng tâm thần lại có thể cảm nhận được giống như mặt đất trên tu chân tinh này đang run lên dữ dội. Lúc này khí tức tang thương trở nên cực kỳ nồng đậm, giống như tu chân tinh này đang thức tỉnh, đang từ trong giấc ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm, lần đầu tiên được người ta làm cho thức tỉnh. Hơn nữa đây cũng không phải phương pháp nhẹ nhàng mà chính là bắt buộc phải thức tỉnh. Khoảnh khắc khi tu chân tinh thức tỉnh thì linh hồn đã được ngưng tụ sau không biết bao nhiêu ngàn năm đã bị rút ra. Tất cả vạn vật trong thiên địa đều có linh hồn, từng cành cây ngọn cỏ cũng đều có hồn, vì vậy mà tu chân tinh tất nhiên cũng có hồn. Nhưng linh hồn của tu chân tinh phải sau vài ngàn năm mới có thể chậm rãi sinh ra, linh tính của nó cực cao, ẩn giấu khí, tức tang thương thiên địa, đồng thời còn mơ hồ phù hợp với biến hóa thiên địa. Rút hồn, tuy nói thì dễ nhưng chính thức làm được điều này lại có rất ít. Trong mắt Vương Lâm thì tu chân tinh này đã không còn là tinh cầu mà chính là một linh hồn, thứ hắn đang rút ra chính là linh hồn này. Khi Vương Lâm nâng tay phải lên, từng luồng khí màu trắng đột nhiên ầm ầm xuất hiện trên tất cả vị trí mặt đất của tu chân tinh. Những luồng khí trắng nhanh chóng đan xen vào nhau giống như một làn sương mù rồi điên cuồng phóng về phía đài cao, phóng về phía Vương Lâm, sau đó ngưng tụ lại trên tay phải của hắn. Khoảnh khắc này giống như tất cả tu sĩ nơi đây đều xuất hiện ảo giác, tất cả cỏ cây trên tu chân tinh này đều đang héo rũ, cuối cùng tất cả đều khô vàng, trở thành tro bụi rồi tiêu tán. Tất cả những dãy núi trên tu chân tinh đều trở thành màu xám, không còn chút linh khí mà tất cả đều bị hút rút đi. Ngay cả nước sông cũng nhanh chóng cạn kiệt, cuối cùng thì hoàn toàn khô cạn, những vết nứt nẻ lan ra khắp đáy sông. Thậm chí biển cả ở phía tây bắc chiếm hai phần phạm vi tu chân tinh cũng giống như trở nên sôi trào. Những con sóng khổng lồ bùng lên ầm ầm giống như có thể truyền đến nơi đây, tất cả mọi người đều có thể nghe được cực kỳ rõ ràng. Càng thêm kinh hoàng chính là khí tức tang thương trên tu chân tinh này giống như đại biểu cho năm tháng. Sau khi ngưng tụ lại thì linh hồn tu chân tinh lại rung chuyển dữ dội rồi hóa thành những luồng khí màu trắng bùng lên ầm ầm trên mặt đất, trên đài cao. Làn sương màu trắng sữa này bùng ra từ trên đài cao bên dưới người Vương Lâm rồi điên cuồng ngưng tụ trên tay phải hắn. Khoảnh khắc này giống như núi rung đất chuyển, tu sĩ khắp bốn phía há hốc mồm. Lúc này bọn họ cảm nhận được linh hồn tu chân tinh đã bị tu sĩ áo trắng kia hút ra. Giống như chỉ cần Vương Lâm muốn thì có thể rút ra hoàn toàn linh hồn tu chân tinh. Đến lúc đó tu chân tinh sẽ không còn linh khí, trở thành một đống hoang tàn. Thậm chí rất có thể tu chân tinh sẽ tàn vỡ. Tình cảnh này làm tâm thần đám tu sĩ chấn động, đầu óc trống rỗng, ngay cả đám người vô cực tông cũng đứng thẳng lên, trong mắt bùng ra vẻ kinh hoàng. Ngay vào Phùng Hải cũng hít vào một hơi thật sâu. Lần đầu tiên ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng lão cũng lập tức cười rộ lên lạnh lùng. Vương Lâm đã giết chết Triệu Hải trước mặt mọi người làm cho Tầm Loan Tông mất hết mặt mũi. Điều này phải trả một cái giá đắt vì Phùng Hải không phải người vô cực tông duy nhất đi ra từ Tầm Loan Tông. Trước khi lão đến vô cực tông đã có một người đi trước, người đó tu vi rất cao nhưng tính tình lại cổ quái. Lúc này đã không hỏi đến chuyện đời cũng không âm thầm trợ giúp Tầm Loan Tông. Nhưng người này năm xưa chính là tông chủ đời đầu tiên của Tầm Loan Tông, bây giờ đã trở thành một người trong số các thái thượng trưởng lão vô cực tông. Nếu Vương Lâm không vì tức giận mà giết chết Triệu Hải trước mặt đám người vô cực tông thì cũng chẳng có gì đáng nói. Đằng này hắn giết người mà đám Tầm Loan Tông lại chẳng dám phản kháng. Điều này rõ ràng đã trêu chọc làm vị thái thượng trưởng lão kia không vui. Vẻ mặt lão già áo bào trắng tông chủ vô cực tông cũng biến đổi. Lão nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong mắt bùng ra tinh quang. Đám người vô cực tông còn như vậy thì đừng nói đến hai người Đỗ Lâm và Doãn Hổ từ hai hướng đông và nam phóng đến muốn khiêu chiến với Vương Lâm. Khoảng cách của một nam một nữ này đến Vương Lâm là gần nhất. Lúc này thân thể cả hai đều khựng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng.
vẻ mặt càng có biến đổi lớn. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, tay phải lập tức nâng lên như chớp. Trong sương mù màu trắng sữa giống như có hàng loạt sợi tơ bay ra rồi vờn quanh tay phải Vương Lâm tạo thành một quả cầu màu trắng to như nắm tay. Luồng khí, tức tang thương ẩn giấu trong quả cầu có thể làm cho thiên địa mục mát, có thể làm cho đám tu sĩ đang đứng khắp bốn phía không còn ý nghĩa. Nhưng lúc này quả cầu ẩn chứa lực lượng đáng sợ đang bay bổng trên tay phải Vương Lâm. Tất cả tu sĩ nhìn thấy bộ dạng nhàn nhã của Vương Lâm thì đều hút vào một hơi thật sâu. Đây là lần thứ ba Vương Lâm dùng thuật rút hồn, nhưng nếu nói một cách chính xác thì chỉ là lần thứ hai. Lần đầu tiên là tán ma dung nhập vào trong thân thể, trục tinh để chiến đấu với tiên hồn La Thiên. Lần thứ hai Vương Lâm rút hồn dung nhập vào trong chu tước tinh để tiến hành cải tạo, nhưng lần đó hắn còn chưa thuần thục, chỉ cảm thấy chính mình hiểu được vỏ bề ngoài mà thôi. Nhưng lúc này lần thứ ba, cũng có thể nói là lần thứ hai rút hồn, khi ý cảnh Vương Lâm liên tục tăng mạnh, tu vi cũng tăng mạnh, hắn nhờ vào quy tắc tinh mà có thể rút hồn một cách hoàn mỹ, mượn hồn để chiến đấu. Dùng lực linh hồn hóa thành thần thông, nếu chỉ chiến đấu với một người thì quá đáng tiếc, cho nên Vương Lâm mới để cho hai người Đỗ Lâm và Doãn Hồ cùng nhau ra tay. Tay phải Vương Lâm cầm lấy quả cầu linh hồn giống như trực tiếp nắm chặt tu chân tinh, vẻ mặt hắn vẫn như thường, tay phải lại đột nhiên vung về phía trước. Quả cầu đột nhiên gào thét phóng ra rồi hướng về phía hai người Đỗ Lâm và Doãn Hồ. Quả cầu này không lớn, chỉ to như nắm tay, tốc độ cũng không nhanh. Với tu vi của Doãn Hồ và Đỗ Lâm thì hoàn toàn có thể né qua khi quả cầu bay tới. Nhưng lúc này trong tâm thần hai người đột nhiên sinh ra một loại cảm giác căn bản không thể né tránh giữa đất trời bao la. Loại cảm giác này rất chân thật, quả cầu tuy nhỏ nhưng nó do linh hồn tu chân tinh ngưng tụ ra, nó chính là tu chân tinh. Hai người Đỗ Lâm và Doãn Hồ sinh ra một loại cảm giác giống như tu chân tinh dưới chân đã sống lại, một loại ảo giác giống như tu chân tinh đang đánh thẳng về phía hai người. Nói thì chậm nhưng thực tế thì mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Khi quả cầu gào thét phóng đến gần thì tất cả mặt đất đều nổ vang chấn động. Lúc này thật sự đã là chấn động, một luồng lực lượng cực kỳ khủng bố điên cuồng phóng ra từ bốn phương tám hướng rồi đánh thẳng về phía hai người Doãn, Đỗ. Khoảnh khắc này biển rộng ở phía tây tu chân tinh này đột nhiên trở nên sôi trào rồi nhanh chóng hóa thành hơi nước điên cuồng tiêu tán giống như bị hút đi tất cả tinh hoa. Lúc này thiên địa đột nhiên xuất hiện hàng loạt đám mây đen che trời đậy đất, sấm sét tràn ngập, những hạt mưa lớn như hạt đậu từ trên trời rơi xuống. Thật sự không phải chỉ là một vùng mà tất cả tu chân tinh đều chìm trong mưa gió. Những luồng sấm sét gào thét kinh thiên động địa, thân thể Đỗ Lâm bị cuốn ngược về phía sau rồi phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc vô tình hắn đã phải chịu một đòn tấn công của tu chân tinh, thân thể hắn hầu như muốn tan vỡ. Nếu chẳng phải Vương Lâm không có sát tâm thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Thân thể mềm mại của Doãn Hồ cũng chấn động, máu tươi từ trong miệng phun ra hóa thành một làn sương máu rồi nhanh chóng bị mưa hòa tan. Thân thể nàng giống như bị một lực lượng khủng bố đánh vào, cơ thể liên tục lui về phía sau, vẻ mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả tóc cũng tán loạn, bị mưa đổ xuống ướt như chuột lột. Bầu không khí bốn phía trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có những âm thanh mưa rơi ảo ảo, mơ hồ còn có cả tiếng sấm động. Khoảnh khắc này ánh mắt tất cả mọi người đều ngưng tụ trên hình bóng áo trắng đang đứng trên trời cao giữa cơn mưa tầm tã. Mưa rơi xuống đến vị trí cách hình bóng kia một trượng thì lập tức văng ra, không có giọt mưa nào dính vào người. Đây chính là thuật rút hồn. Hễ là những lão quái biết thuật rút hồn đều chấn động tâm thần, tình cảnh vừa rồi đã khắc sâu vĩnh hằng vào trong ký ức đám người. Trong Vân Hải tinh vực, vì đan, dược và mãnh thú nên số lượng tu sĩ đại thần thông đã vượt xa rất nhiều ba giới còn lại. Nhưng cũng vì nguyên nhân đan dược, vì không thể tiến sâu vào phong giới mà rất nhiều tiên thuật thần thông không thể truyền thừa xuống được. Cũng vì điều này mà thần thông của những tu sĩ nơi đây cảm ngộ lại tụt hậu hơn so với ba giới còn lại. Thần thông rút hồn chính là thần thông đỉnh cao của ba giới kia. Còn đối với Vân Hải thì chỉ là thần thông trong truyền thuyết. Cũng không phải chẳng có ai nắm giữ, nhưng nói về số lượng thì quá ít.
Một khi đạt đến tu vi đệ nhị bộ thì thần thông sẽ có liên quan rất lớn đến ý cảnh, đồng thời cũng có liên quan đến quy tắc thiên địa. Vì tu sĩ Vân Hải dùng đan dược để đề thăng tu vi nên cũng có liên quan đến quy tắc thiên địa. Vì tu sĩ Vân Hải dùng đan dược để đề thăng tu vi nên ở phương diện thần thông yếu hơn rất nhiều so với những tu sĩ hoàn toàn tự thân vùng vẫy trong đất trời trên ba giới còn lại. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1255 Tung Hoành Vô Cực 8. Đa tạ Lữ đạo hữu hạ thủ lưu tinh. Vẻ mặt Đỗ Lâm tái nhợt, hắn hơi ôm quyền đa tạ, máu tươi từ trên khóe miệng chảy xuống. Người này vội vàng bỏ đi trong mưa, bóng lưng lộ ra vẻ cực kỳ hiu quạnh. Người này thân là đại đệ tử của Tử Tùng Cốc cấp 7, mấy ngàn năm qua đã được chủ tông bỏ ra rất nhiều tài lực bồi dưỡng. Các loại đan dược và công pháp liên tục được đưa tới, thậm chí còn được rất nhiều tu sĩ đại thần thông truyền đạo để chính mình đứng trên đỉnh phong. Nhưng hôm nay sau một trận chiến, đối phương căn bản không thi triển bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ là một thức thần thông rút hồn đã khiến hắn thất bại thảm hại. Thực tế thì khi thấy đối phương rút ra linh hồn tu chân tinh, Đỗ Lâm đã biết được chính mình chắc chắn sẽ bại, nhưng hắn vẫn dám bám víu vào một chút hy vọng. Nhưng khi chống lại thần thông, một cơn mưa tàn khốc rơi xuống như chút làm hắn thất bại và rơi vào đường cùng. Loại cảm giác đánh thẳng vào tâm thần thế này càng làm trong lòng Đỗ Lâm tràn đầy đau khổ. Hắn đi trong cơn mưa tầm tã về phía Tử Tùng Cốc, hắn yên lặng đứng đó không nói câu nào. Vẻ mặt Doãn Hồ cũng không còn chút máu, càng cắn môi dưới hướng về phía Vương Lâm ôm quyền rồi xoay người bỏ đi dưới cơn mưa, bóng lưng cực kỳ hiu quạnh. Mộc Băng Mi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tất cả tình cảnh đang xảy ra, nàng biết tu vi Vương Lâm hơn người nhưng lúc này lại phát hiện ra những gì mình đã biết về hắn thật sự không có ý nghĩa. Trăm năm, không ngờ hắn lại mạnh đến mức độ như vậy. Ánh mắt Mộc Băng Mi chuyển lên người Vương Lâm giống như khoảnh khắc này đối phương đã trở nên cực kỳ xa lạ. Hình bóng áo trắng tóc trắng kia không biết vì sao lại làm nàng cảm thấy chua xót. Đám người nơi đây không kẻ nào biết được quá khứ của Vương Lâm như Mộc Băng Mi, thậm chí có thể nói có rất ít người biết được nửa đời của Vương Lâm. Từng tình cảnh trên Chu Tước Tinh, tộc nhân bị giết là một tu sĩ buộc phải chạy khỏi Triệu Quốc, mang theo cừu hận và giết chóc là hình bóng làm cho Triệu Quốc máu chảy thành sông. Trở thành đỉnh phong trên Chu Tước Tinh, vang danh trên vũ giới, cuối cùng hầu như có thể nói là một đời Chu Tước Tử. Khoảnh khắc này đã mạnh đến mức chấn động tinh không. Lý Thiến Mai cũng không ngờ chỉ sau trăm năm mà Vương Lâm đã làm chính nàng phải khiếp sợ, giết hai người Tiên Âm Môn, giết Triệu Long Tâm Loan Tông, chiến thắng người đàn ông áo xanh Vân Sam một cách đơn giản. Cuối cùng dưới ánh mắt của hàng vạn tu sĩ, hắn rút hồn làm tất cả đám người chấn động tâm thần, hai người Đỗ Lâm và Doãn Hồ đều đã thất bại. Vương San San lúc này cũng hít vào một hơi thật sâu. Nàng rất rõ ràng đối với thuật rút hồn, thậm chí đã tận mắt nhìn thấy sư tôn thi triển. Sư tôn của nàng đã từng nói, trong Vân Hải tinh vực, có thể thi triển thuật thần thông này thì không quá ba người. Sau tinh hồn chính là không hồn, chữ không này chính là tinh không, rút ra linh hồn của cả tinh không. Đây là thần thông của đệ tam bộ, Vương San San đã từng được sư tôn nói qua, trong đám tu sĩ đệ nhị bộ đã có một truyền thuyết như vậy. Truyền thuyết này nói về những gì tu sĩ đệ nhị bộ giảng thiên ngộ địa, có thể tự mình hiểu ra bốn loại đại thần thông. Trong bốn loại thần thông này có hai loại theo thứ tự là xúc địa thành thốn và rút hồn. Những loại thần thông này không nên học, chỉ dựa vào cơ duyên mà tự mình minh ngộ ra, giống như không có bất kỳ người nào muốn phá vỡ bầu không khí tịnh mịch vĩnh hằng này. Ánh mắt đám trưởng lão Vô Cực Tông nhìn về phía Vương Lâm đã mang theo vẻ kính sợ. Bọn họ không nhìn thấy tu vi của Vương Lâm, càng không thể nhìn rõ thần thông của hắn. Dù là một chỉ trước đó hàng lâm trên bầu trời, hay ngọn lửa thiên địa bùng lên làm phong vân xoay chuyển, còn có cả thuật thần thông rút tinh hồn làm bọn họ cực kỳ rung động. Tình cảnh này làm cho tất cả các trưởng lão sinh ra ảm giác tên Vương Lâm kia cực kỳ bí hiểm. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc trên người Vương Lâm còn có thuật thần thông gì khác.
nhưng các loại thần thông trước đó người này đã thi triển hình như chưa đến mức cực hạn. Lúc này trên người tiên kia vẫn còn quá nhiều bí ẩn, vẫn tồn tại rất nhiều đắc ý và rung động. Tinh vực cấp 7 còn người nào muốn chỉ giáo tại hạ không? Vương Lâm vung tay phải lên, luồng khí tức tang thương bao phủ thiên địa chậm rãi tiêu tán giống như tất cả đều đã dung nhập vào mặt đất. Lúc này linh hồn bắt đầu co rút lại rồi trả về cho tu chân tinh. Mặt đất chấn động dần khôi phục lại như thường giống như tất cả tình cảnh vừa rồi chỉ là một loại ảo giác, căn bản chưa từng tồn tại. Nhưng cơn mưa vẫn còn rơi xuống ào ào và sấm động vang vọng lại nhắc nhở cho tất cả nơi đây nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Lời nói của Vương Lâm không phá tan bầu không khí tĩnh mịch khắp bốn phía. Giọng nói của hắn trở thành ngọn nguồn cho sự lặng lẽ của đám tu sĩ khắp bốn phía. Giọng nói vang vọng trong mưa, không gian trầm mặc càng trở nên tĩnh lặng. Không gian cực kỳ yên tĩnh, một luồng uy áp vô hình bùng lên. Khoảnh khắc này nguồn gốc của uy áp chính là hình bóng Vương Lâm. Hắn đang đứng nơi đó, hình bóng áo trắng cao ngất làm cho uy áp càng trở nên ngưng trọng. Không có bất kỳ người nào tiến ra, tất cả đều dùng ánh mắt lặng lẽ nhìn trên đài, nhìn lên hình bóng người đàn ông giống như Tề Thiên. Khoảnh khắc này hình bóng Vương Lâm, phong thái Vương Lâm đã khắc sâu vào trong tận đáy lòng tất cả mọi người, suốt đời bọn họ cũng không thể nào quên. Lữ đạo hữu đánh bị thương ba vị vốn chuẩn bị thay mặt vô cực tông ta tham dự đại hội tông phái cấp 8. Việc này phải để lại cho lão phu một công đạo. Trong không gian yên tĩnh này đột nhiên vang vọng một giọng nói già nua. Ánh mắt lão già áo trắng tông chủ vô cực tông lóe lên như chớp. Lão nhìn chằm chằm vào Vương Lâm rồi mở miệng nói. Ánh mắt lão giống như thực chất hóa thành hai luồng kiếm quang phóng thẳng về phía Vương Lâm. Khoảnh khắc khi ánh mắt ngưng tụ lại thì những tiếng sấm động trên bầu trời đột nhiên bắt buộc phải tránh đi mà không dám tiến lại gần đài cao. Thậm chí ngay cả cơn mưa đang hàng lâm trên bầu trời cũng dừng lại một cách quỷ dị trên không trung. Hình như khoảnh khắc này tất cả mọi sự vận chuyển của thiên địa đều ngừng lại, tất cả cũng chỉ vì một ánh mắt của hình bóng áo trắng. Lực lượng ẩn giấu trong ánh mắt lão già tông chủ vô cực tông đã đạt đến mức độ kinh thiên động địa. Tuyệt đối không phải người tu sĩ toái niết có thể làm được. Đây chính là lực lượng của những tu sĩ đã trải qua thiên nhân suy kiếp. Cảm giác của Vương Lâm là rõ ràng nhất. Hắn bị ánh mắt kia ngưng tụ trên người thì lập tức cảm giác được thiên địa đã trở thành vật của đối phương, dung nhập vào ánh mắt đối phương. Khi ánh mắt đảo qua nơi nào thì chỗ đó xuất hiện thiên uy. Khi thiên uy hạ xuống thì sấm sét bắt buộc phải tránh đi, mưa cũng phải ngừng lại. Ngay cả tâm thần Vương Lâm cũng chấn động ầm ầm dưới ánh mắt lão già. Vết thương trong thân thể Vương Lâm lập tức xuất hiện dấu hiệu bùng phát, nhưng vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường. Hai mắt lóe lên tinh quang nhìn về phía lão già áo bào trắng trên khán đài phương xa, ánh mắt hai người đánh thẳng vào nhau. Khoảnh khắc này thiên địa đột nhiên vang lên những tiếng nổ vang vọng, những âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa, một luồng uy áp điên cuồng bùng ra. Khoảnh khắc khi ánh mắt hai người ngưng tụ lại thì điên cuồng khuếch tán ra khắp bốn phía. Đám tu sĩ bên ngoài đài cao lập tức cảm nhận được những luồng gió gào thét điên cuồng giống như chính mình trở thành một con thuyền nan giữa con sóng dữ. Lực lượng trong cơ thể đám người vận chuyển một cách vô thức, giống như nếu không như vậy thì sẽ bị luồng uy áp khủng bố kia bao phủ. Hai mắt Lý Thiến Mai bùng lên hàn quang. Một luồng sát khí từ trong cơ thể bùng ra dung nhập vào trong uy áp giống như muốn trợ giúp Vương Lâm một tay. Nhưng khoảnh khắc khi sát khí tuôn ra, lão già áo trắng lập tức cuốn ngược trở lại rồi bị áp chế trong phạm vi 7 tấc, không cách nào tiến ra ngoài. Mộc Băng Mi không nói lời nào nhưng cũng bùng ra hàn ý, nguyên lực khắp toàn thân vận chuyển lộ ra tu vi toái niết. Tay phải nàng bấm pháp quyết chỉ xuống dưới. Nàng đang muốn ra tay nhưng cũng lập tức cảm nhận được một luồng uy áp không thể chống cự hàng lâm trong người. Tu vi lập tức bị ép lại không cách nào thi triển thần thông. Khoảnh khắc này tu vi hùng mạnh của tông chủ vô cực tông đã bùng ra giữa đất trời. Có thể trở thành người đứng đầu một tông, hơn nữa lại là người đứng đầu tông phái trên tinh vực cấp 8. Thì tu vi tuyệt đối sẽ không tầm thường. Vẻ mặt Mộc Băng Mi tái nhợt. Nàng có thể cảm nhận được trong luồng uy áp của tông chủ vô cực tông ẩn giấu một luồng sát khí.
Dù biết sát khí này rất ít có khả năng bùng ra, nhưng nếu quan tâm thì chắc chắn sẽ bị loạn tâm thần, nhưng cũng không thể phân tích được kỹ càng. Nàng ở trong uy áp dùng hai ngón tay tạo ra một ấn ký cổ quái. Đây là phương pháp đại truyền thừa của thánh nữ Côn Hư. Khoảnh khắc khi ấn ký cổ quái này xuất hiện thì lập tức một hình ảnh lưu ly bảo bình hư ảo xuất hiện ngoài thân thể. Sau đó hình ảnh này lại bùng ra ngoài. Những tiếng nổ ầm ầm lại trở nên vang vọng. Những uy áp ở bên ngoài lập tức bị đánh văng. Thân thể nàng tiến lên phía trước một bước, nhưng vẻ mặt nàng lại trở nên trắng bệch. Nếu trước khi nàng chưa bị thương thì thi triển loại thần thông truyền thừa này rất hoàn mỹ. Nhưng từ khi thân thể tan vỡ, nguyên thần thoát ra ngoài làm lần này nàng cố gắng thi triển làm vết thương thêm nặng. Tình cảnh này làm lão già áo bào trắng cảm thấy quái lạ. Đúng lúc này Lý Thiến Mai cũng bùng ra khí tức kinh người. Một luồng sát khí ngập trời ẩn giấu cảm giác yêu dị giống như một luồng yêu khí bùng ra ngoài. Luồng sát khí này hóa thành lực lượng kinh thiên động địa đánh thẳng vào uy áp của lão già áo bào trắng. Lý Thiến Mai từ trong sông ra ngoài. Trước người Lý Thiến Mai là một khối ngọc giản, thứ này chính là vật của người yêu tông thần bí tặng cho nàng trước khi đi. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, khoảnh khắc khi Lý Thiến Mai và Mộc Băng Mi cùng lao ra, Vương Lâm lập tức nâng tay phải lên rồi phóng thẳng về phía trước. Một bước tiến này hắn dung nhập vào trong thiên địa giống như trở thành một thể với tu chân tinh, một luồng cảm giác tang thương ầm ầm bao phủ toàn thân. Các ngươi không cần tiến lên. Khi tiến về phía trước, Vương Lâm vung tay phải lên, một luồng lực lượng khủng bố gào thét ra rồi. Dịu dàng rơi lên người Lý Thiến Mai và Mộc Băng Mi làm hai người phải ngừng lại. Ta cũng đã từng chiến đấu với thiên nhân đệ nhất suy. Khoảnh khắc này trong cơ thể Vương Lâm bùng lên tinh quang, luồng kim quang này giống như ánh nắng mặt trời bình minh mang theo vẻ ác liệt và dữ tợn muốn xé toạc đêm tối. Lúc này tất cả sấm sét bị ngăn cản trên bầu trời đã ngưng tụ lại một lần nữa. Mưa ngừng lại giữa không trung lại run lên giống như đã được khôi phục trở lại rồi đột nhiên rơi xuống. Một tiếng hô khẽ từ trong miệng lão già áo trắng truyền ra, lão đứng thẳng người lên. Khoảnh khắc này những hạt mưa kia đột nhiên vỡ tan rồi hóa thành sương mù phóng lên trời. Cuộc chiến giữa các tinh vực cấp 8. Lữ Mỗ cũng có thể ra tay, nhưng người cũng phải cho ta một công đạo đối với Quy Nguyên Tông. Vương Lâm nhìn thấy tâm tư lão già áo trắng, sát khí của lão già cũng chỉ là mê hồn trận cố ý ra vẻ mà thôi. Ánh mắt lão già áo bào trắng chợt lóe lên tinh quang, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lão đang muốn nói chuyện thì vẻ mặt đột nhiên biến đổi rồi ngẩng đầu nhìn về phương xa. Những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang lên kinh thiên động địa. Một luồng cầu vồng từ phương xa gào thét phóng đến. Trong luồng cầu vồng này ẩn giấu một luồng khí tức không vui chẳng buồn. Khi hàng lâm thì từ bên trong truyền đến một âm thanh cực kỳ trầm thấp. Người có dám tiếp một thức thần thông của lão phu không? Thái thượng trưởng lão. Đám người Vô Cực Tông lập tức đứng dậy ôm quyền cung nghênh, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Vương Lâm ngẩng đầu lên, kim quang trên khắp toàn thân giống như mặt trời lúc bình minh bùng lên trên bãi biển, cực kỳ chói mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào luồng cầu vồng đang gào thét phóng đến, ngay cả hai mắt cũng trở thành màu vàng. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1256, Tung Hoành Vô Cực 9. Có gì mà không dám? Kim quang chợt bùng lên trong mắt Vương Lâm. Khoảnh khắc này cửa kim quang hầu như đã thay thế hết tất cả hào quang trong thiên địa. Lúc này bầu trời lập tức có màu vàng. Ngay cả những giọt mưa hàng lâm từ trên trời xuống cũng có kim quang bao quanh. Khoảnh khắc này giống như hình bóng Vương Lâm đã trở thành một mặt trời lúc bình minh. Bên ngoài tràn đầy những sơ quy tắc kim sắc. Âm thanh không buồn chẳng vui lại vang lên. Trong cầu vồng phía xa là một lão già tóc trắng mặc áo xám đang đạp phá hư không mà đến. Gương mặt lão già này đầy vết nhăn, hai mắt bùng ra những luồng sáng cơ trí hầu như hiểu rõ tất cả thiên địa. Khi lão già phóng đi thì thiên địa lập tức biến đổi, phong vân cuốn ngược trở lại giống như tất cả lực lượng thiên địa đều bị khống chế. Một vầng sáng màu đỏ máu lập tức lóe lên trên làn da lão già,
Tình cảnh khi lão tiến về phía trước làm cho tất cả những người đưa mắt quan sát phải chấn động tâm thần. Chỉ có những người hoàn toàn vượt qua thiên nhân đệ nhất suy mới có được vầng sáng quy tắc này bảo vệ quanh thân thể. Loại vầng sáng này đại biểu cho tu vi kinh người của một siêu cấp cường giả. Hình bóng của lão già hầu như mắt thường không thể thấy được, chỉ có thể phát hiện một luồng cầu vồng phóng qua hư không. Nhưng chỉ sau một hơi thở, lão già áo xám đã đến gần rồi đứng trên không trung cách đỉnh đầu Vương Lâm trăm trượng. Lão cúi đầu giống như một vị thần dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua người Vương Lâm. Cũng là loại có gan. Khoảnh khắc khi lời nói bình tĩnh của lão già truyền ra thì tay phải cũng vung lên rồi vỗ mạnh về phía Vương Lâm dưới đài cao. Thiên địa đột nhiên nổ vang trước cái vỗ của lão già. Tất cả giọt mưa đã tiêu tán, hàng loạt luồng sáng màu đỏ chợt huyễn hóa ra. Những luồng sáng này giao thoa vào nhau trong thiên địa tạo thành một mảng lưới cực lớn. Mảng lưới này bao phủ cả thiên địa, trong đó ẩn giấu những quy tắc vô tận có thể làm rung động tâm thần. Mảng lưới này chính là quy tắc huyễn hóa ra, là mạng lưới quy tắc. Lúc này lão già tóc trắng đã không còn là một vị thần, mà từ một vị thần hóa thành một người đánh cá đang vứt mảng lưới xuống. Trong thiên địa có giới hạn, và mảng lưới hầu như chính là giới hạn. Lão già là người đánh cá trên trời, Vương Lâm trở thành con cá dưới mặt đất. Hầu như chỉ trong nháy mắt thì bên dưới đã trở thành mặt biển mà mảng lưới lại muốn bắt con cá từ dưới tù ngục quy tắc lên. Tình cảnh này làm Vương Lâm chấn động tâm thần. Tình cảnh trước mắt hoàn toàn tương tự với những gì năm xưa hắn ngộ đạo, có thể nói dựa vào một loại cảm giác trực quan làm hắn nhớ lại đạo quả năm xưa. Khoảnh khắc khi mảng lưới quy tắc rơi xuống, hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên kim quang, cơ thể cũng chợt phóng lên. Trong mắt đối phương hắn chính là con cá, dù thế nào cũng không thể thoát khỏi mạng lưới, cuối cùng cũng phải bị bắt lên, bị nhốt vào trong quy tắc phong ấn. Nhưng Vương Lâm là loại người nghịch tu, hắn nghịch chính là thiên địa, lúc này sao lại ngồi chờ chết. Năm xưa hắn ngộ đạo cũng là tình cảnh con cá bị bắt lên, cá đang liên tục giãy giụa, muốn phá lưới bỏ chạy. Hôm nay Vương Lâm bị thần thông lão già hạ xuống, trong lúc vô tình đã trở thành con cá. Hắn cũng muốn vùng vẫy, hắn muốn thoát ra khỏi mảng lưới do quy tắc thiên địa hóa thành, muốn thoát khỏi lão già tóc trắng, muốn thoát khỏi thiên đạo. Mảng lưới quy tắc trước mắt nhanh chóng hàng lâm rồi bao phủ khắp bốn phương tám hướng, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không thể né tránh, giống như tất cả thiên địa đều nằm trong lưới. Kim quang khắp toàn thân Vương Lâm ngày càng sáng, mặt đất hầu như đã biến thành mặt biển, mà khoảnh khắc này mặt biển lại bùng lên những luồng sáng vào buổi bình minh. Thuật thần thông đầu tiên mà Vương Lâm tự nghĩ ra chính là tàn dạ, lực lượng tàn dạ có ẩn giấu sơ quy tắc. Năm xưa khi Vương Lâm còn là tu sĩ khuy niết ngồi bên ngoài vách núi sát biển, mà minh ngộ đã đem tất cả người dì hùng vĩ trong thiên địa dung nhập vào tâm thần rồi mang đi. Sau đó lại trở thành thuật thần thông đầu tiên của chính mình. Nhưng tàn dạ này cũng quá mức kinh người. Lực lượng thần thông cần thiết để tàn dạ bùng ra đã vượt qua mức giới hạn Vương Lâm có thể chịu đựng. Chỉ ở vào những khoảnh khắc đặc biệt, không cần phải hao tốn nguyên lực thiên địa thì Vương Lâm mới thi triển được. Nhưng ngày hôm nay ý cảnh của Vương Lâm đã chuyển hóa thành chân giả. Khi hắn nuốt vào đạo quả thì tu vi tăng lên rất nhiều, quy tắc tinh cũng ngưng tụ trên mi tâm. Quan trọng là Vương Lâm đã minh ngộ được thần thông thứ hai. Thần thông này có thể giúp hắn không cần chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt mà có thể thúc đẩy thần thông tàn giả. Dù uy lực thần thông thứ hai không đạt đến mức độ hoàn mỹ nhưng thời gian thi triển lại rất ngắn. Nếu so với việc trước đây phải cần thời gian mới thi triển được thì lại mạnh hơn rất nhiều. Quan trọng là lúc này Vương Lâm đã có gan thi triển, đã dám hao tốn nguyên lực để thúc đẩy thần thông tàn dạ. Dù hắn có mất hết tất cả nguyên lực thì cũng không cần phải lo lắng chuyện sinh tử, hắn đã có văn thú. Đây là đòn sát thủ của Vương Lâm, cũng chính là phương pháp bảo vệ tính mạng. Vì vậy hắn mới có thể không do dự đứng giữa Vô Cực Tông thúc đẩy danh tiếng của Quy Nguyên Tông. Lúc này khi màng lưới quy tắc hàng lâm, Vương Lâm cười lên ha hả, hai tay hắn vung lên trước mặt. Đột nhiên mặt đất vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Lúc này bốn phía quanh người Vương Lâm đã được mặt biển hư ảo bao phủ. Dù mặt biển này không chân thật nhưng vẫn có những con sóng dữ bùng lên cuồn cuộn.
Khoảnh khắc này thiên địa bị bóng tối bao phủ, chỉ có một mảng lưới quy tắc màu đỏ vẫn chậm rãi rơi xuống. Tình cảnh này vừa xuất hiện lập tức làm vẻ mặt lão già tóc trắng đang đứng trên bầu trời phải trở nên ngưng trọng, cũng thu hồi hết tất cả những ý nghĩ khinh thường. Lần này lão ra tay cũng không phải muốn giết người, mà muốn lợi dụng thần thông để cưỡng bức đối phương. Vương Lâm rất mạnh, tất nhiên lão cũng biết rất rõ, loại nhân vật này chắc chắn phải trở thành người vô cực tông, nhưng không thể để hắn quá hống hách. Lão già ra tay vì muốn dạy bảo, muốn làm đối phương biết được vô cực tông không phải dễ trêu chọc giữa trời đất. Nhưng khi lão già tóc trắng nhìn thấy Vương Lâm thi triển tàn giả thì phải hít vào một hơi thật sâu. Ý nghĩ dạy bảo đã hoàn toàn biến mất mà bùng ra một luồng chiến ý. Quy tắc thật kỳ dị, thần thông của người này quá sức kinh người. Lúc này thiên địa đã chìm vào bóng tối, tất cả tu sĩ khắp bốn phía đài cao cũng chìm vào bóng tối. Ánh mắt tất cả mọi người đều trở nên mờ mịt, giống như không thể hiểu lực lượng gì đang bao phủ bên ngoài. Lực lượng này làm tâm thần toàn bộ đám người phải run rẩy. Dù là những trưởng lão vô cực tông cũng đều giống như thế. Bọn họ cũng không biết được năm xưa trên vùng đất yêu linh, một thần thông tàn dạ của Vương Lâm đã làm hư không tử bỏ mạng. Thiên vận tử áo xám phải bỏ chạy, hai phân thân thiên vận tử khác tương đương với tu vi toái niết hậu kỳ hoàn toàn tử vong. Bọn họ cũng không biết thần thông tàn dạ này cũng vì một trận chiến trên vùng đất yêu linh mà được lưu truyền là thuật thần thông mạnh nhất trong liên minh tinh vực. Sóng biển trở nên cuồn cuộn trong bóng tối. Lúc này tất cả thiên địa trở nên đen kịt, giống như ngay cả mạng lưới sơ quy tắc cũng bị đêm tối bao phủ dung nhập vào trong hắc ám. Khi mạng lưới rơi xuống mặt biển, những con sóng kinh thiên động địa đột nhiên xuất hiện, giống như mặt biển bên dưới đang điên cuồng giãy giụa. Mạng lưới sơ quy tắc nhanh chóng chìm vào mặt biển, nhanh chóng chìm xuống rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm mà bao phủ. Nhưng khoảnh khắc khi mạng lưới đến gần Vương Lâm thì toàn bộ mặt biển hư ảo bùng lên những con sóng thần khủng bố, một luồng kim quang chậm rãi bùng ra từ trên mặt biển. Khi kim quang xuất hiện thì bóng tối đang bao phủ thiên địa đột nhiên bị bức lui. Khi kim quang càng lúc càng mạnh thì lập tức xuyên thẳng qua mặt biển bên dưới, ngay sau đó một mặt trời buổi bình minh chợt lộ ra. Khoảnh khắc khi mặt trời xuất hiện thì thiên địa đột nhiên được bao phủ trong kim quang. Đêm đen giống như một luồng sơ quy tắc bị xé toạc rồi nổ lên ầm ầm. Tất cả điên cuồng bước lui về phía sau. Khi mặt trời đã ló lên hơn phân nửa trên mặt biển, khi mặt trời xuất hiện giữa thiên địa, một âm thanh âm trầm lập tức vang vọng về khắp bốn phía. Tàn dạ. Khoảnh khắc này tất cả tu sĩ đang dung nhập tâm thần vào trong bóng tối lập tức cảm thấy nguyên thần truyền đến hàng loạt cơn đau quặn thắt. Giống như tất cả bóng tối đang bao phủ toàn thân bị mặt trời xé toạc. Vẻ mặt lão già tóc trắng đang đứng trên bầu trời dung nhập vào trong bóng tối cũng biến đổi trầm trọng. Thân thể lão nhanh chóng lui về phía sau, hai tay liên tục bấm pháp quyết. Lúc này vầng sáng màu đỏ đang bao phủ bên ngoài cơ thể lão già tóc trắng lập tức lóe lên điên cuồng rồi bắt đầu chiến đấu với lực lượng tàn dạ. Khoảnh khắc này kim quang lập tức bùng ra cực mạnh, toàn bộ bóng tối bao phủ thiên địa đã tan vỡ. Tất cả đều bị cuốn ngược về phương xa rồi điên cuồng tiêu tán. Khoảnh khắc này mảng lưới thiên địa quy tắc đang ngưng tụ lại bao phủ quanh Vương Lâm đang dần biến thành mặt trời. Mảng lưới hướng về phía Vương Lâm mà chụp xuống, muốn ngăn cản mặt trời bay khỏi mặt biển, muốn hoàn toàn bao phủ Vương Lâm. Khoảnh khắc này Vương Lâm dùng hai tay đẩy mạnh về phía trước, nguyên lực khắp toàn thân điên cuồng vận chuyển. Kim quang bên ngoài cơ thể hóa thành hàng loạt những thanh kiếm sắc chứa sơ quy tắc, tất cả đều gào thét phóng về bốn phía. Hải nhật sinh ra lực tàn dạ. Dưới sơ quy tắc không thể có bất kỳ lực lượng nào ngăn cản mặt trời nhú lên mặt biển, dù đây là mảng lưới sơ quy tắc cũng không thể. Khi hai tay Vương Lâm đẩy mạnh ra ngoài thì tất cả lực lượng tàn dạ đều bùng ra, hàng loạt kim quang điên cuồng lao ra, có thể xé nát tất cả mọi thứ trong thiên địa dám ngăn cản, kể cả mảng lưới sơ quy tắc. Những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang vọng. Mảng lưới đánh cá ngừng chuyển động trong thiên địa, hàng loạt tiếng ken két. Khoảnh khắc này mảng lưới sơ quy tắc đã tan vỡ rồi tiêu tán theo bóng đêm và hóa thành hư vô.
người đánh cá tung lưới muốn bắt nhưng cá nhưng lại vùng vẫy phá rách lưới và phóng ra ngoài. Nhưng Vương Lâm đã không còn là cá, nếu là cá thì sau khi lưới rách phải rơi xuống biển rộng, nhưng sau khi hắn phá rách lưới thì vì ý nghĩ nghịch tu mà không cam lòng bỏ đi, hắn muốn phản kích. Toàn thân Vương Lâm bùng lên kim quang, khoảnh khắc sau khi lưới đánh cá bị phá rách. Hắn tiến lên một bước rồi lạnh lùng nhìn về phía lão già tóc trắng đang liên tục lùi ra phía sau, đang liên tục chống lại lực lượng tàn dạ. Người dám tiếp một thần thông của ta không? Giọng nói cuồn cuộn của Vương Lâm giống như thiên uy hàn lâm rồi bao phủ khắp bốn phía. Lời nói này giống hệt như âm thanh kinh người vừa rồi của lão già tóc trắng, nhưng lúc này lại nghịch chuyển từ trong miệng Vương Lâm vang lên. Nếu là trước đó mà Vương Lâm nói ra lời này thì chắc chắn sẽ có người nói hắn ngông cuồng. Nhưng lúc này sau khi nếm thử thần thông tàn dạ thì tu sĩ khắp bốn phía vẫn còn đang kinh hoàng không thể tự kiềm chế. Ngay cả những trưởng lão vô cực tông cũng đều chấn động tâm thần giống như mọi thứ đều bị đêm tối xé toạc. Lúc này cũng là một lời nói nhưng lại mang theo ma lực kinh người làm cho đám người giống như phải ngừng hít thở. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 1257, Tung Hoành Vô Cực 10, Lưu Nguyệt. Lão già tóc trắng liên tục lui về phía sau, hai mắt bùng lên chiến ý ngập trời, hai tay liên tục bấm pháp quyết rồi điểm về phía trước. Mỗi lần lão già điểm ra, trong thân thể lập tức vang lên một tiếng nổ cùng đối kháng với lực lượng tàn dạ. Tu vi lão già này cực kỳ kinh người, hơn nữa thuật tàn dạ của Vương Lâm cũng không phải hoàn mỹ. Khi những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên, lão già đã lui ra ngoài vài ngàn trượng. Cuối cùng lực lượng tàn dạ cũng biến mất, cũng tiêu tán. Ngoài thân thể lão già vẫn là vầng sáng đỏ như máu, vầng sáng lại liên tục huyễn hóa ta ở phía sau rồi phóng lớn lên vài vạn trượng, kinh thiên động địa. Những luồng sáng màu đỏ lại điên cuồng phóng ra bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Người đã tiếp được một thức thần thông của lão phu, lúc này lão phu cũng sẽ tiếp được thần thông của ngươi. Vẻ mặt lão già tóc trắng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lúc này trên người lão đã không còn bất kỳ khí tức giả nua nào mà chuyển thành một luồng tu vi kinh thiên rồi nhanh chóng bùng ra. Luồng sáng màu đỏ ở phía sau vầng sáng màu máu lại càng đậm, giống như đang thúc động thân thể làm lão già tiến thẳng về phía trước. Lão trực tiếp vượt qua khoảng cách vài vạn trượng rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, nguyên lực đã mất đi khi thi triển thần thông tàn dạ nên cũng không còn lại nhiều lắm. Nhưng hai mắt hắn vẫn bùng lên chiến ý ngập trời, đặc biệt là quy tắc chi tinh do ý cảnh hóa thành trên mi tâm lại lóe lên. Lúc này quy tắc tinh nhanh chóng xoay chuyển, nguyên lực thiên địa lập tức điên cuồng phóng về phía Vương Lâm ngưng tụ lại. Với tu vi Vương Lâm thì rất khó để giết một người cường giả thiên nhân đệ nhất suy, trừ khi tình trạng vết thương hoàn toàn khôi phục. Trừ khi hắn vứt bỏ phong ấn không muốn hạn chế tu vi bản thân, hoàn toàn đạt đến cảnh giới toái niết thì mới có thể. Nhưng lúc này tất cả mọi thứ đều không thể nào thực hiện được. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khoảnh khắc khi lão già tóc trắng tiến đến gần thì nâng tay phải lên rồi vung xuống dưới. Lúc này ống tay áo của hắn phất phơ trong gió, nhưng một luồng lực lượng cuồn cuộn lại ầm ầm bùng lên từ trong mặt biển hư ảo phía dưới. Đúng lúc này trong đầu Vương Lâm hiện lên một hình ảnh, trong hình ảnh có một mặt biển rộng, có một cánh cửa đá khổng lồ đứng sừng sững. Cánh cửa này bùng ra một luồng khí tức tang thương sau muôn đời, giống như đã tồn tại từ thời thiên địa sơ khai. Hình ảnh này chính là cánh cửa Lưu Nguyệt trong phong tiên giới, đã dung nhập vào tâm thần và được Vương Lâm mang đi. Khi tình cảnh này hiện lên trong đầu Vương Lâm thì nhanh chóng bao phủ toàn bộ tâm thần. Khi tay phải hắn vung lên thì hình ảnh đang hiện lên trong lòng lại dùng một phương pháp cực kỳ quỷ dị hiện ra giữa đất trời. Khi tay phải Vương Lâm vung lên, mặt biển chợt bùng lên sóng dữ, những con sóng điên cuồng bùng lên khắp nơi, cũng có một vòng nước xoáy xuất hiện kinh thiên động địa. Hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, một cánh cửa đá khổng lồ lao ra từ trong mặt biển. Khoảnh khắc này tình cảnh hiện ra giữa đất trời lại giống hệt như hình ảnh trong tâm thần Vương Lâm.
Khi cánh cửa đá khổng lồ chuyện thì một luồng uy áp không thể nào tưởng tượng lập tức bao phủ khắp thiên địa, làm cho tất cả tu sĩ khắp bốn phía đang chìm đắm vào trong lực tàn dạ lại phải thức tỉnh. Lúc này tất cả lại rung động, bọn họ nhìn về phía cánh cửa đá trên mặt biển, một luồng cảm giác năm tháng lập tức bao phủ khắp tâm thần. Lão già tóc trắng đang phóng thẳng về phía Vương Lâm chợt dừng lại, lão hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra cái nhìn không thể tin. Lão đã gặp qua tàn giả, vốn tưởng đó chính là thần thông cực hạn của Vương Lâm, nhưng khoảnh khắc khi cánh cửa đá xuất hiện thì tâm thần lão lại chấn động dữ dội. Với tu vi của lão thì cảm thấy rõ ràng luồng khí tức năm tháng trên cánh cửa đá, trong lúc mơ hồ lão đã cảm giác được một chút bất ổn. Người này sao lại có nhiều thần thông khủng bố như vậy? Từ đầu đến cuối hắn chưa từng sử dụng pháp bảo gì, chỉ dựa vào thần thông đã có được thực lực như vậy. Người này đúng là quá mạnh. Lão già tóc trắng hít vào một hơi thật sâu, nhưng khoảnh khắc này chiến ý trong mắt lại càng nồng đậm. Thân phận của lão trong Vô Cực Tông không cho phép chính mình lui về phía sau. Tu vi của lão cũng không cho phép chưa chiến đã rút lui. Dù lão mơ hồ cảm giác được khi cánh cửa đá xuất hiện thì thiên địa hình như cũng sinh ra những thay đổi rất nhỏ. Khoảnh khắc khi cánh cửa đá từ trong mặt biển tiến ra, thân thể Vương Lâm cũng không động, nhưng cánh cửa đá dưới chân lại liên tục nâng thân thể hắn lên. Lúc này hắn cúi đầu xuống giống như đang nhìn thấy tất cả chúng sinh. Ánh mắt Vương Lâm trở nên cực kỳ bình tĩnh, trong đó không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng lại bùng lên một luồng khí tức cực kỳ thê lương. Luồng khí tức này giống như gió trên phong giới, nồng đậm nhưng không có chút biến hóa nào. Khoảnh khắc khi cánh cửa đá xuất hiện, gió lạnh đột nhiên bùng lên, gió thổi qua mặt biển, thổi qua cửa đá rồi xoay chuyển giữa đất trời. Cảm giác thê lương của hình bóng Vương Lâm đang đứng trên đỉnh cánh cửa đá lại càng trở nên nồng đậm, hắn đứng đó giống như đứng trên đỉnh phong của thế giới. Nhưng vị trí này, ngoài thiên ra cũng chỉ có thiên, vì vậy mà cực kỳ cô độc và tĩnh lặng. Cảm giác thê lương lại càng trở nên nồng đậm trong vẻ cô độc. Giống như cảm giác này đang làm bạn với Vương Lâm, sau khi trải qua rất nhiều năm tháng đã trở nên vĩnh hằng. Lão già tóc trắng lại gào thét phóng đến, vầng sáng màu đỏ máu bên ngoài thân thể lại điên cuồng lóe lên, luồng sáng vạn trượng sau lưng cũng tiến đến tạo thành một lực lượng hủy thiên diệt địa. Lực lượng này lập tức bùng ra uy áp hướng về phía Vương Lâm. Nhưng khi lão liên tục phóng về phía trước thì mặt biển bên dưới lại chấn động dữ dội. Đài cao là tồn tại chân thật bên dưới lập tức xuất hiện dấu hiệu tan vỡ rồi. Trực tiếp chia ba xẻ bảy. Khoảnh khắc này đài cao chiếm giữ gần một nửa phạm vi tu chân tinh đã tan vỡ ầm ầm rồi trở thành đá vụn cuốn vào trong biển. Khoảnh khắc này ngay cả bầu trời cũng xuất hiện rất nhiều khe nứt, lão già vẫn liên tục phóng tới. Càng thêm kinh người chính là chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn thì hầu như trên mi tâm tất cả tu sĩ đang quan sát cuộc chiến lập tức xuất hiện một huyết điểm. Lúc này huyết điểm chợt lóe lên giống như toàn thân đều là tinh hoa máu thịt. Chỉ có một vài tu sĩ cố gắng vận chuyển nguyên lực muốn đối kháng với huyết điểm trên mi tâm. Khoảnh khắc khi huyết điểm xuất hiện, tất cả quy tắc tu đạo của lão già tóc trắng, tất cả tu vi hùng mạnh lại điên cuồng bùng ra quấy rối thiên địa, đồng thời còn tác động đến gần 10 vạn tu sĩ khắp bốn phía. Lão già quát khẽ một tiếng, cơ thể lại nhanh chóng phóng ra hướng về phía Vương Lâm. Khoảnh khắc khi lão già đến gần trăm trượng thì hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên giống như thức tỉnh từ trong năm tháng. Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi trên người lão già tóc trắng. Khoảnh khắc khi ánh mắt hắn chuyển xuống, tâm thần lão già tóc trắng lập tức chấn động. Lúc này lão lại rõ ràng cảm nhận được thứ đã thay đổi giữa thiên địa chính là thời gian. Lưu Nguyệt. Giọng nói của Vương Lâm rất khẽ, rất nhẹ nhưng khi truyền ra lại dung nhập vào trong tâm thần lão già tóc trắng. Nó tác động đến ký ức làm thân thể lão lập tức ngừng lại và bay bổng giữa không trung, trong mắt bùng lên vẻ mê man và vùng vẫy. Lưu Nguyệt đã thông, nó không tấn công THM cũng không tấn công nguyên thần, cái nó tác động lại chính là ký ức. Thậm chí trên đường đi đến Vô Cực Tông, Vương Lâm cũng dần phát hiện ra Lưu Nguyệt và đạo tiên thuật của lão già trong thế giới bảy màu. Tuy cách thức khác nhau nhưng kết quả lại giống như một cách kỳ diệu. Cứ một lần hít thở là 100 năm, thiên địa xoay chuyển, khoảnh khắc này giống như trở thành vĩnh hằng,
dòng nước năm tháng chảy. Xuôi không một tiếng động, lặng lẽ trôi qua, một hơi thở, trong nháy mắt đã trải qua 10 hơi thở. Những nếp nhăn trên mặt lão già tóc trắng hình như đã tiêu tán đi rất nhiều, vẻ vùng vẫy trong mắt lão lại càng trở nên dữ dội. Lúc này lão đang đắm chìm trong ký ức chính mình, ngàn năm trôi qua như bóng câu ngoài cửa sổ, từng trang ký ức được mở ra, lật qua trong vô tình. Cũng không phải chỉ có ký ức của một mình lão già bị lật lại, gần 10 vạn tu sĩ khắp bốn phía đều trầm hẳn tâm thần vào trong quá trình này. Tất cả năm tháng, toàn bộ 1.000 năm giống như chỉ là một cái chớp mắt, trôi qua chỉ trong 10 lần hít thở. Trong lúc vô tình 2.000 năm đã trôi qua, ký ức mọi người bị xới lên, đặc biệt là lão già tóc trắng. Khoảnh khắc khi lão liên tục vùng vẫy thì ký ức trôi qua cực nhanh. Trong khoảng thời gian 20 lần hít thở ngắn ngủi, ký ức đã trôi qua 2.000 năm. Tu vi lão già tóc trắng cũng dần thụt lùi, cũng không còn hùng mạnh mà nhanh chóng tiêu tan. Khi từng lần hít thở trôi qua, lão thấy được tình cảnh của 3.000 năm trước. Một tên đệ tử lão cực kỳ yêu mến đã chết trận trong khe nứt yêu tông. Ngay cả thi thể cũng không tìm lại được, chỉ còn lại một thanh kiếm gãy được đưa về vô cực tông. Khoảnh khắc đau thương khi lão già tóc trắng nhìn thấy thanh kiếm gãy lại bùng lên trong lòng. Lão lại cảm thấy được tình cảnh 4.000 năm trước, thấy được 5.000 năm trước chính mình còn chưa đạt đến thiên nhân đệ nhất suy viên mãn mà đang vùng vẫy trong đau khổ. Lão liên tục bế quan chống lại nhất suy, phản kháng lại những mùi hôi thối bùng ra trên người. Khi ký ức liên tục lật qua, lão đã quay về khoảng thời gian mà toàn thân đều cảm thấy đau đớn. Cảm giác này giống như một cơn thủy triều bao phủ khắp thân thể. Khoảnh khắc khi lão quay về khoảng thời gian 5.000 năm trước thì tu vi đã tiêu tán đạt đến mức độ dữ dội. Lão già nhìn thấy mình đang ngửa mặt lên trời gầm giống trong đau đớn, đang phát ra những tiếng giống giận không cam lòng. Những âm thanh kêu gào vang vọng trong tâm thần làm cho vẻ vùng vẫy trong hai mắt lão già càng trở nên dữ dội. Lão phu tu đạo 10.900.000 năm, không cam lòng diệt vong dưới thiên nhân suy kiếp. Cả đời lão phu đã giết rất nhiều người, càng hiểu rõ quy tắc, không cam lòng sa chân vào đám hài cốt trong thiên địa. Lão phu không cam lòng. Khi lão già tóc trắng liên tục gầm giống thì bên ngoài thân thể lập tức vang lên những âm thanh vỡ vụn, những tiếng nổ ầm ầm. Lúc này lão già phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, lão đã vùng ra khỏi thần thông lưu nguyệt. Khi lão già liên tục lui về phía sau thì huyết điểm trên mi tâm hơn 10 vạn tu sĩ khắp bốn phía lập tức lấp lánh rồi rời khỏi thân thể phóng về phía lão già. Sau khi điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể thì vẻ mặt lão già trở nên trắng bệch. Ánh mắt lão già nhìn về phía Vương Lâm đã bùng ra vẻ chấn động và kinh hoàng trước nay chưa từng có. Đây là thần thông gì? Cả đời lão già tu đạo chưa từng gặp qua loại thần thông quỷ dị thế này. Thần thông này đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của lão. Đúng vào khoảnh khắc mấu chốt thì lão đã vùng vẫy thoát khỏi thần thông. Lão cũng sợ không dám nghĩ đến hậu quả nếu thời gian tiếp tục lui lại vạn năm nữa. Lúc đầu lão không sinh ra quá nhiều cảm giác bí hiểm đối với Vương Lâm. Lúc này tất cả ý nghĩ muốn dạy bảo Vương Lâm đã biến mất. Lão chỉ giữ lại nỗi kinh hoàng vô tận. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1258, ẩn hiện sinh tử kiếp. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn ung dung thở dài. Dù sao hắn mới vừa cảm ngộ được lưu nguyệt nên không thể nào làm cho nó trở nên hoàn mỹ. Hơn nữa nguyên lực trong cơ thể cũng không còn nhiều lắm mà tu vi đối phương lại. Quá mạnh. Nên sau khi dịch chuyển thời gian được 5.000 năm thì đã đến cực hạn cũng không thể nào giữ lão già lại được. Nhưng Vương Lâm cũng tin chỉ cần thần thông này cũng đủ để hù dọa làm cho tâm thần lão già kia trở nên kinh hoàng. Vương Lâm không chỉ đã hù dọa vị thái thượng trưởng lão của vô cực tông phải kinh hoàng, mà khoảnh khắc khi thần thông lưu nguyệt bùng lên, hắn đã dọa gần 10 vạn tu sĩ ở bốn phía tham gia đại hội phân tông. Lực tàn giả đã làm cho tâm thần đám người quan sát phải chấn động, càng không cần phải nói đến lực lượng chuyển nghịch thời gian của Lưu Nguyệt. Khi thần thông Lưu Nguyệt được Vương Lâm thi triển,
Ngoài lão già tóc trắng thì tất cả tu sĩ khắp bốn phía đều bị hút vào, đều cảm nhận được những mức độ nghịch chuyển năm tháng khác biệt. Khi nhớ lại tình cảnh vừa rồi thì quả thật quá mức kinh hoàng. Khoảnh khắc này, ánh mắt tất cả tu sĩ nhìn về phía Vương Lâm đã lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Một trận chiến thành danh. Khoảnh khắc này ở nơi đây đã chẳng người nào không biết Quy Nguyên Tông, chẳng ai không biết Lữ Tử Hạo người Quy Nguyên Tông. Tất cả những oán hận của Phùng Hải với Vương Lâm đã sớm tiêu tan, đã sớm bị sự kính sợ cưỡng ép xóa tan, oán giận cũng chẳng còn đường để bùng lên. Sau khi Phùng Hải tận mắt nhìn thấy Tàn Dạ và Lưu Nguyệt thì run lên như cầy sấy, da đầu trở nên tê dại. Lão tự nghĩ nếu chính mình phải đối mặt với loại thần thông này thì chắc chắn phải chết. Trong đám trưởng lão Vô Cực Tông có rất nhiều người cùng tâm tư với Phùng Hải. Lúc này tất cả đều chìm đắm vào giữa trầm tư. Ánh mắt mang theo vẻ kính sợ chuyển lên hình bóng cao ngất đang đứng trên đài cao vỡ vụn, thâm sâu khó lường. Từ khi Vương Lâm xuất hiện đến bây giờ, chỉ có bốn chữ này mới đủ để miêu tả những gì mà tâm thần đám tu sĩ quan sát phải chấn động. Không ai có thể biết được Vương Lâm còn bao nhiêu thần thông chưa thi triển. Cũng chính về điều này mà hình bóng Vương Lâm lại càng khắc sâu trong lòng bọn họ. Khi người này còn chưa xuất hiện thì có rất nhiều tin đồn, sau khi xuất hiện thì lập tức được người ta nhận ra. Hắn là người đã phóng qua tinh vực cấp 6, 7 và cũng chính là người thi triển dịch linh ấn. Tất cả mọi chuyện đều vô tình làm cho hình bóng của Vương Lâm càng trở nên bí hiểm trong lòng tất cả mọi người. Hầu như tất cả mọi người đều tin Vương Lâm tuyệt đối chưa thi triển tất cả thần thông, chắc chắn hắn vẫn còn đòn sát thủ chưa thi triển. Vương Lâm là người đại biểu cho Quy Nguyên Tông, vì chuyện này mà rất nhiều năm sau trong Vân Hải Tinh vực được lưu truyền một câu, thà đi trong sương mù đầy thú còn hơn chọc ghẹo Quy Nguyên Tông. Lão già áo bào trắng tông chủ Vô Cực Tông cũng thầm than một tiếng. Dù lão đánh giá đối phương rất cao nhưng với tình cảnh trước mắt thì xem ra vẫn còn rất thấp. Dù một chỉ tự nhiên xuất hiện trước đó, thuật rút hồn hay lực lượng tàn dạ, cuối cùng chính là Lưu Nguyệt nghịch chuyển, tất cả thần thông đều đủ chứng minh sự hùng mạnh của đối phương. Người này chắc chắn là tu sĩ thiên nhân suy kiếp, vì trọng thương chưa lành nên tu vi thụt lùi nhưng vẫn còn thần thông nên vẫn có thể chiến đấu một trận với Thái Thượng trưởng lão. Hơn nữa người này cũng không phải loại cùng hung cực ác, nếu không với tu vi của hắn thì có rất nhiều pháp bảo. Một khi đối phương dùng pháp bảo để hỗ trợ thì nhất định sẽ có một trận chiến sinh tử. Vô Cực Tông ta nhất định phải dùng lễ long trọng chào đón loại tu sĩ này, cũng không thể hạn chế tự do của hắn. Nhưng nếu người này thay mặt cho Vô Cực Tông tham gia đại hội tinh vực cấp 8, lúc đó Vô Cực Tông ta nhất định sẽ vang danh thiên hạ. Lữ Yên Phỉ nhìn về phía hình bóng Vương Lâm, tâm thần nàng cực kỳ kinh hoàng, cũng không ngờ Vương Lâm lại hùng mạnh đến mức như vậy. Khi nhớ lại những lời nói trăm năm trước do sư tôn dùng trạch linh thuật nhắn nhủ lại trước khi chết thì trong mắt Lữ Yên Phỉ lại bùng lên luồng sáng rực rỡ. Vẻ mặt Lô Vân Tòng trở nên cực kỳ cay đắng, hắn âm thầm lắc đầu. Hắn vốn tưởng sau khi tu vi bản thân tăng mạnh thì dù không bằng đối phương cũng chẳng kém bao nhiêu. Nhưng lúc này rõ ràng hắn đã sai. May mà hắn cũng không phạm vào sai lầm trăm năm trước. Nếu trăm năm trước hắn cố gắng ra tay thì chỉ sợ chính mình đã tan thành mây khói. Tâm thần Lý Thiến Mai cũng chấn động, nàng nhìn về phía hình bóng trên bầu trời, cũng không thể phân biệt rõ khoảng cách trước sau trăm năm. Nàng không hiểu vì sao tu vi của hắn lại tăng lên một cách khủng bố như vậy, nhưng tất cả không quan trọng, cái quan trọng chính là nàng được nhìn thấy hắn. Quan trọng là nàng từ trong địa phương yêu tông đi ra ngoài, mà nàng cuối cùng cũng đã gặp người trong mộng. Mộc Băng Mi cắn chặt môi dưới, hầu như mỗi lần nàng nhìn thấy hình bóng Vương Lâm thì đều có những biến đổi kinh người. Nhưng nàng cũng không ngờ lần này tha hương nơi đất khách quê người lại ngẫu nhiên gặp lại đối phương. Hơn nữa đối phương lại có những biến hóa kinh hoàng. Nhưng Mộc Băng Mi cũng biết rõ tất cả mọi thứ không có bất kỳ điều gì liên quan đến mình. Năm xưa khi từ biệt trên Côn Hư thì nàng và hắn đã trở thành người xa lạ, dù gặp lại cũng chỉ là thoáng qua như mây gió mà thôi. Hình như ông trời đã sắp đặt để hai người chỉ là quen thuộc, không xa lạ gì nhưng lại lạnh lùng. Cuối cùng vấn đề này sẽ vĩnh viễn và vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
không ai để ý đến ánh mắt Vương San San. Người thần tông bùng lên những luồng sáng kỳ dị. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, tay phải khẽ cong, một khối ngọc giản xuất hiện. Nàng đem tất cả những gì mình đã được chứng kiến khắc vào ngọc giản rất rõ ràng. Cuối cùng bàn tay ngọc của nàng khẽ bóp lại, ngọc giản lập tức hóa thành mây khói rồi tiêu tán. Vương San San dùng phương pháp kỳ dị này đem tất cả những tình cảnh mình được nhìn thấy truyền về cho sư tôn. Nàng làm vậy chẳng qua chỉ là vô tình, cũng chỉ vì phát hiện ra một người thiên kiêu trong Vân Hải nên bắt buộc phải có nghĩa vụ nói cho sư tôn biết. Thậm chí nàng còn nghĩ, sau khi sư tôn được nhìn thấy thì sau lần đại hội phân tông cấp 8 lần này sẽ mời gọi người này gia nhập thần tông. Ngay cả Vương San San cũng không ngờ, chỉ là một khối ngọc giản nho nhỏ có khắc ghi một hình ảnh nhưng sau khi được sư tôn nhìn thấy thì lại bùng lên những con sóng chấn động cực kỳ khủng bố. Lão Phu đã thất bại, và đời này Lão Phu chưa từng thấy qua những thần thông như của Lữ đạo hữu. Có lẽ cảm ngộ của đạo hữu về thiên đạo đã cực kỳ sâu sắc. Lão Phu bội phục, lão già tóc trắng lui về phía sau rồi ngừng giữa không trung, vẻ mặt cũng dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt lão nhìn về phía Vương Lâm cũng đã thay đổi, giống như cái nhìn của những người cùng thế hệ. Đạo hữu quá khen rồi. Vẻ mặt Vương Lâm cũng cực kỳ tái nhợt nhưng lại có vẻ ung dung. Hắn ôm quyển rồi trầm giọng nói. Khoảnh khắc này lão già áo trắng tông chủ Vô Cực Tông lập tức cười lên ha hả rồi đứng dậy trên khán đài. Trong nụ cười lộ ra vẻ sung sướng. Lão cũng không thèm giữ kẽ mà tiến thẳng ra phóng đến vị trí bên ngoài Vương Lâm 10 trượng rồi ôm quyền cười nói. Lữ đạo hữu không cần quá khiêm tốn, tình cảnh ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Lão Phu cũng cực kỳ kính phục thần thông của Lữ đạo hữu. Vương Lâm cũng mỉm cười rồi ôm quyền nhưng không nói gì. Quy Nguyên Tông có thể được Lữ đạo hữu tọa chấn, nếu còn là tinh vực cấp 5 không thích hợp. Lão già tóc trắng nhìn thoáng qua tông chủ Vô Cực Tông rồi khẽ nói. Lão già này là thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông, cả đời chỉ say mê tu đạo mà không hỏi thế sự. Đây cũng là lần đầu tiên lão mở miệng nói ra những lời này liên quan tới tông phái. Có thể thấy được ý muốn kết giao với Vương Lâm trong lòng lão. Già tóc trắng, đồng thời lão cũng muốn sửa sai lầm muốn dạy bảo đối phương bằng một trận chiến vừa rồi. Tông chủ Vô Cực Tông cười lên ha hà gật đầu nói, không sai, Liễu trưởng lão nói rất đúng. Với tu vi của Lữ đạo hữu mà nơi xuất thân là Quy Nguyên Tông còn nằm trong tinh vực cấp 5 thì không thỏa đáng. Lữ đạo hữu, ngươi nên để Quy Nguyên Tông tiến vào tinh vực cấp 7, thế có được không? Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn ôm quyền rồi cười nói, nên làm như vậy, đa tạ hai vị đạo hữu. Không sao. Chuyện này là việc lão phu nên làm, đạo hữu cũng không cần phải cảm ơn. Nhưng chuyện mà ta vừa nói khi nãy, tông chủ Vô Cực Tông hất tay áo lên, lão nở nụ cười ôn hòa rồi nói. Lữ mỗ có thể xuất chiến trong đại hội tông phái cấp 8, nhưng lúc này trọng thương chưa lành còn phải hướng về phía các vị đạo hữu yêu cầu vật phẩm chữa thương. Nếu giao vật đó ra cho Lữ mỗ thì tại hạ sẽ xuất toàn lực trong đại hội phân tông cấp 8 lần này. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất ung dung, hắn nhìn về phía tông chủ Vô Cực Tông rồi cười nói. Sao? Lữ đạo hữu muốn vật gì? Khi nghe được lời nói của Vương Lâm thì ngay cả lão già tóc trắng thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông cũng cảm thấy tò mò rồi hỏi. Lữ đạo hữu cứ nói đừng ngại, chỉ cần vật đó lão phu có thể quyết định được thì đừng nói đến đại hội phân tông cấp 8 lần này. Dù không có tỷ thí lão phu cũng sẽ tặng cho Lữ đạo hữu chữa thương. Tông chủ Vô Cực Tông cười nói. Lúc này ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đôi môi khẽ chuyển động rồi truyền ra thần niệm vào trong tai hai người tông chủ và thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông. Sau khi hai người này nghe xong thì vẻ mặt khẽ động, hai người đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều trầm ngâm. Lữ đạo hữu, nơi đây cũng không thuận tiện để nói chuyện, hiện nay tỷ thí phân tông ở Vô Cực Tông cũng đã kết thúc, không bằng chúng ta đi vào sơn môn bàn bạc. Lại, đạo hữu thấy thế nào? Tông chủ Vô Cực Tông hình như chuyện có chút do dự. Lão ôm quyền nói. Nếu tông chủ đã mời thì tại hạ sẽ nghe theo. Vương Lâm cũng ôm quyền rồi cười nói. Trên mặt tông chủ Vô Cực Tông lộ ra nụ cười. Lão quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người Phùng Hải trên khán đài.
Vẻ mặt lão trở nên nghiêm túc rồi trầm giọng nói, Phùng trưởng lão, đại hội lần này đã chấm dứt, ngươi phụ trách những việc còn lại. Nhưng đại hội tông phái cấp 8 đã sắp tới, hiện nay tất cả các tu sĩ nơi đây xin ở lại vài ngày, đừng vội vàng bỏ đi. Khi nói xong câu cuối cùng, lời nói của vị tông chủ vô cực tông rõ ràng mang theo một cảm giác lạnh lùng và sát khí. Vì vài ngày sau là đại hội tông phái cấp 8 sẽ được tổ chức, vì ngăn cản những thông tin về phía Vương Lâm được tiết lộ ra bên ngoài, để những tông phái cấp 8 khác không thể đưa ra sách lược phù hợp trong chiến đấu, dù lão phải đắc tội với một vài tông phái, nhưng bắt buộc phải phong tỏa tin tức. Ánh mắt Phùng Hải chợt lóe lên, lão đã hiểu sẽ tông chủ và khẽ gật đầu. Tông chủ vô cực tông nhìn về phía đám người Lý Thiến Mai và Vương San San, lão hơi do dự rồi ôm quyền chào hỏi. Lão cũng không mời gọi đối phương mà hướng về phía Vương Lâm mỉm cười. Lão hóa thành một luồng cầu vồng phóng về phương xa. Thân thể Vương Lâm lóe lên rồi lập tức phóng đi. Nhưng trước khi đi hắn cũng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, trong lòng thầm than một tiếng, cũng không nói lời nào. Lão già Thái Thượng Trưởng lão cũng tiến một bước về phía trước rồi phóng theo sau Vương Lâm. Trên đường đi lão già liên tục giới thiệu mọi chuyện của vô cực tông. Hai người đàm luận vui vẻ giống như tình cảnh trước đó chưa từng xảy ra bất kỳ vấn đề gì không thoải mái. Môn phái vô cực tông cũng thật sự không phải nằm trên tu chân tinh này mà ở một nơi khác. Được tông chủ vô cực tông dẫn đường, bọn họ rất nhanh đã chọc thủng bầu trời rồi tiến lên một tu chân tinh khác, dần dần đã thấy được môn phái vô cực tông. Vô cực tông thân là tông phái tinh vực cấp 8. Tất nhiên vô cực tông cũng phải ở trên một tu chân tinh nghiêm chỉnh. Nơi đây mọi kiến trúc đều khổng lồ và đứng sừng sững, rất nhiều lầu các, cũng có rất nhiều quảng trường tu đạo. Khi tới gần Vương Lâm mới cảm nhận được uy lực của hàng loạt luồng cấm chế, trên tu chân tinh này ở đâu cũng có. Lúc này ánh mắt Vương Lâm nhìn về khắp bốn phía thì thấy được trên tu chân tinh này có hàng trăm khe nứt không gian, những khe nứt này có lớn có nhỏ. Rõ ràng ẩn giấu đủ loại càn khôn. Trong vô cực tông có 372 khe nứt không gian, trong đó có 111 khe nứt không có giới hạn. Những cái còn lại đều là nơi trữ vật hoặc chính là nơi bế quan không các đời tu sĩ đại thần thông vô cực tông. Lão già Thái Thượng Trưởng lão đi bên cạnh Vương Lâm rồi mở miệng giới thiệu. Khi liên tục đi về phía trước, ba người phóng qua hàng loạt kiến trúc và lầu các. Khoảnh khắc khi nhìn thấy ba người bọn họ thì vẻ mặt đám tu sĩ vô cực tông gặp phải đều trở nên cực kỳ cung kính. Toàn bộ mọi người đều ngừng lại tất cả công việc đang làm rồi vội vàng ôm quyền, mãi đến khi ba người kia khuất bóng mới tiếp tục hành động. Tốc độ của ba người cũng cực nhanh, không lâu sau trước mặt Vương Lâm đã xuất hiện một ngọn núi chọc thẳng vào mây. Những tầng mây đang bao phủ bên ngoài ngọn núi này thoạt nhìn giống như sương mù, còn mơ hồ bùng ra tiên khí, cũng có cảm giác của một loại ý cảnh. Tất cả mọi cảm giác đều bùng lên trong lòng Vương Lâm. Ý cảnh nơi đây chính là một loại cảm ngộ về kiếm, giống như ngọn núi trước mắt đã hóa thân thành một thanh kiếm cực kỳ sắc bén đang muốn phóng thẳng lên trời xé toạc thiên địa. Khoảnh khắc khi nhìn thấy ngọn núi trước mặt, thân thể Vương Lâm lập tức ngừng lại, hai mắt hắn lóe lên tinh quang. Vương Lâm mơ hồ phát hiện ra điều gì đó làm cho tâm thần chấn động ầm ầm. Các bạn đang nghe truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1259, sát kiếp đến từ thần tông. Ngọn núi này có tên là Lỗ Túc. Nghe đồn ngày xưa khi thiên địa còn sơ khai thì có một thanh kiếm từ ngoại giới rơi đâm vào nơi đây, cuối cùng thì hóa thành ngọn núi. Tông chủ vô cực tông nhìn thấy vẻ mặt Vương Lâm biến đổi lớn, lão cười nói, tên rất hay, không biết tên này là do ai đặt. Lúc này tâm thần Vương Lâm chấn động, tuyệt đối không phải chỉ là những biểu hiện bên ngoài mà bùng lên những con sóng khủng bố. Hắn kinh hoàng không phải vì kiếm ý của ngọn núi mà chính là tìm được một luồng ký ức năm xưa trong ngọn núi trước mặt. Sau khi đổ ti luyện hóa tam xoa kích thì tùy ý ném đi, để tam xoa kích hóa thành núi ngưng tụ linh hồn. Khoảnh khắc khi càng tiến đến gần ngọn núi của vô cực tông,
Vương Lâm mơ hồ cảm nhận được những cổ thần tinh điểm đang ẩn giấu trong mi tâm xoay chuyển một cách dữ dội. Ngọn núi này được chính tông chủ đời thứ nhất của Vô Cực Tông năm xưa là Chu Vân Tùng đặt tên. Ông ấy đã ở trên ngọn núi này vượt qua tuổi già, đi vào giấc mộng đắc đạo. Nghe nói trong mộng ông đã nhìn thấy một thanh kiếm vạn trượng rơi xuống rồi hóa thành núi. Trong những âm thanh cuồn cuộn bùng lên trong thiên địa cũng vang vọng hai chữ Lỗ Túc. Thái thượng trưởng lão cũng vì Vương Lâm mà giải thích. Trong lúc lão mở miệng thì trong mắt lộ ra vẻ cung kính nồng đậm. Lỗ Túc, Lỗ Túc, toàn xuất. Những luồng sáng kỳ dị trong mắt Vương Lâm dần được ép xuống, nhưng tâm thần lại càng chấn động hơn vừa rồi gấp bội, gấp trăm thậm chí gấp ngàn lần. Từ toàn này rất dễ bị nghe lầm thành Lỗ Túc, nhưng trong lời nói của cổ thần thì ý nghĩa của từ này lại chính là càn khôn. Nếu nói theo đúng ý thì chính là dùng tinh cầu để luyện kiếm. Vương Lâm cố gắng áp chế kích động. Trong tâm thần, hắn càng tiếp cận ngọn núi thì lại rõ ràng cảm nhận được khí tức cổ thần cực kỳ nồng đậm ẩn giấu bên trong. Nếu không phải hắn chính là vương tộc cổ thần thì rất khó phát hiện ra luồng khí tức này. Nó cũng chính là khí tức của một vị vương tộc cổ thần được giữ lại. Luồng khí tức năm tháng ở nơi đây đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng, hình như còn muốn mạnh hơn cả Đồ Ti. Càng làm Vương Lâm cảm thấy khiếp sợ chính là luồng khí tức năm tháng trên ngọn núi này càng ngày càng yếu. Đến lúc này trừ khi hắn cảm ngộ ở khoảng cách gần mới phát hiện ra. Nếu hắn đứng ở xa thì căn bản không cảm nhận được một chút dấu hiệu. Thực tế cũng chính là như vậy, lúc trước Thác Sâm đến Vân Hải nhưng không phát hiện ra điều này. Khoảnh khắc khi hai chân Vương Lâm dẫm lên ngọn núi thì lập tức sinh ra một loại cảm giác giống như ngọn núi chấn động ầm ầm. Giống như có một luồng linh hồn vì hắn xuất hiện nơi đây mà chậm rãi thức tỉnh. Linh hồn này bùng ra cảm giác cực kỳ thê lương giống như đã chôn giấu rất lâu trong thiên địa. Rất lâu. Vương Lâm phải hít vào một hơi thật sâu mới cưỡng ép những chấn động trong tâm thần. Hắn cùng tông chủ và thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông phóng thẳng về phía lầu các cao nhất trên đỉnh núi. Trong lầu các Vương Lâm cảm nhận được linh hồn ngọn núi đã thức tỉnh càng ngày càng đậm. Nhưng vấn đề này ngoài Vương Lâm ra thì cũng không còn bất kỳ kẻ nào phát hiện được. Nhưng người khác vẫn có thể cảm giác được tiên khí và nguyên lực khắp bốn phía đậm thêm một chút. Vương Lâm bị những luồng khí tức linh hồn này phóng thẳng đến làm những cổ thần tinh điểm trên mi tâm xoay chuyển ngày càng dữ dội. Tinh điểm thứ 6 năm xưa vỡ tan trong thế giới 7 màu lại mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ. Vương Lâm vì phát hiện này mà cúi đầu xuống. Tâm thần hắn mơ hồ trầm xuống làm vẻ mặt thay đổi dữ dội. Cũng may mà tông chủ và thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông cũng không quá chú ý đến điều này. Dù sao tu vi của Vương Lâm đã được bọn họ chấp nhận, đã trở thành loại người cùng thế hệ. Sau khi ba người ngồi xuống thì đệ tử Vô Cực Tông lập tức tiến lên dâng trà, sau đó lại cung kính bỏ đi. Thứ vừa rồi Lữ Đạo Hữu nói chính là cực âm hồn. Vô Cực Tông chúng ta đúng là có một ít, nhưng phần lớn đều đã phân tán ra ngoài để cho một vài phân tông hấp thu bồi dưỡng. Vật này cũng không phải của Vô Cực Tông, những tinh vực cấp 8 còn lại cũng có một chút. Bọn họ đưa xuống với mục đích để chúng ta thay nhau bồi dưỡng. Tông chủ Vô Cực Tông trở nên trầm ngâm rồi chậm rãi nói. Vương Lâm nâng chén trà lên uống một ngụm, hắn cố giấu cảm giác chấn động trong tâm thần. Lúc này hắn cảm nhận được rất rõ ràng, nếu hắn tiếp tục ở lại đây lâu thì hình như cực kỳ có lợi. Nhưng cũng vì vậy mà nếu ở lại quá lâu thì phải làm sao cho đối phương không nhìn ra manh mối. Hắn rõ ràng cảm giác được khí tức nơi đây đang chậm rãi thức tỉnh, hình như càng trở nên dữ dội giống như đang sôi trào, sợ rằng sẽ không lâu nữa, dù là người ngoài cũng sẽ phát hiện ra dấu hiệu. Đặc biệt là những kẻ tu đạo đến thiên nhân suy kiếp càng cảm nhận được rõ ràng những biến đổi trong thiên địa. Nếu bình thường thì ngọn núi này chẳng qua chỉ đang ngủ say mà thôi. Nhưng nếu khí tức cổ thần cứ liên tục trở nên kịch liệt thì sẽ có kẻ hoài nghi. Rốt cuộc dưới ngọn núi này có ẩn giấu thanh kiếm gì? Sao lại để một vương tộc cổ thần không tiếc phế bỏ một tinh để luyện hóa chứ? Vương Lâm đặt chén trà xuồng rồi trầm tư nhưng không nói gì. Lữ Đạo Hữu muốn dùng cực âm hồn để chữa thương cũng rất có tác dụng. Đáng tiếc là
Tông chủ Vô Cực Tông thấy Vương Lâm trầm tư thì quét mắt nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão ở bên cạnh. Thái Thượng Trưởng Lão có chút do dự, lão trầm giọng nói, nếu Lữ đạo hữu muốn chữa thương thì lão phu cũng có thể sắp xếp được. Hai người cũng không phải không có ý nghĩ hoài nghi về mục đích Vương Lâm yêu cầu cực âm hồn để chữa thương. Nhưng dù là cực âm hồn hay cực dương hồn đều cực kỳ hiệu quả để chữa thương. Đồng thời hai người cũng xác định rõ Vương Lâm đang trọng thương. Vì vậy mà mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không có quá nhiều. Khi bọn họ nhìn thấy Vương Lâm thi triển thần thông thì sinh ra cảm giác cực kỳ thần bí. Nhân vật như vậy thì tình trạng vết thương cũng không phải dùng đan dược bình thường là có thể chữa trị được. Thôi được, sau khi thần tông ban cho cực âm hồn thì Vô Cực Tông cũng chưa từng lấy ra. Sau thời gian rất lâu đã tích góp được một ít. Nếu san sẻ ra đưa cho Lữ đạo hữu thì thần tông cũng khó thể phát hiện ra được. Tông chủ Vô Cực Tông trở nên trầm ngâm, lão lại chậm rãi nói. Mục đích lời nói này của tông chủ Vô Cực Tông chính là muốn cho Vương Lâm biết rõ, vật hắn yêu cầu Vô Cực Tông đưa ra cũng không phải đơn giản. Thứ Vô Cực Tông lấy ra chính là cống phẩm cho thần tông, bắt buộc phải đưa cho Lữ Tử Hạo. Dù mọi chuyện cũng không phải nghiêm trọng như lời nói của tông chủ Vô Cực Tông nhưng cũng chính là sự thật. Gương mặt Vương Lâm lộ ra cảm giác vui mừng. Hắn nhìn về phía hai lão già rồi ôm quyền thành thật nói. Vì tình trạng vết thương của Lữ Mỗ mà bắt buộc Vô Cực Tông phải đưa ra cống phẩm dâng lên thần tông. Việc này làm Lữ Mỗ cảm thấy chính mình đặc biệt vinh hạnh. Đại hội phân tông cấp 8 lần này Lữ Mỗ nhất định sẽ xuất toàn lực để chiến đấu. Khi Vương Lâm mở miệng nói chuyện thì luồng khí tức cổ thần điên cuồng từ trên mặt đất theo hai chân truyền vào cơ thể. Sau đó lại bùng lên nơi mi tâm làm cho tinh điểm thứ 6 đang tan vỡ lập tức dùng tốc độ cực nhanh mà ngưng tụ lại. Tông chủ Vô Cực Tông nhìn thoáng qua Vương Lâm, lão mỉm cười gật đầu, sau đó lại vung một chảo tay phải lên hư không, một khối ngọc giản xuất hiện trên tay. Lão già tông chủ lập tức khắc thần niệm lên ngọc giản. Khi ném ra ngoài thì ngọc giản lập tức bùng cháy rồi nhanh chóng phóng ra lầu các. Lữ đạo hữu cứ ở trong này chờ một lát, lão phu sẽ gọi người đem tới một ít cực âm hồn. Vương Lâm khẽ gật đầu rồi cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Hắn đang chờ lời nói này của đối phương. Nếu đối phương bắt buộc hắn phải đi thì cũng phải tìm lý do ở lại trong này càng lâu càng tốt. Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, tinh điểm thứ 6 đã vỡ vụn trên mi tâm lập tức ngưng tụ thành dấu hiệu của một vòng xoáy, khí tức cổ thần cũng điên cuồng dung nhập vào. Vương Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được tinh điểm của cổ thần dùng để luyện chế đang lóe lên trên thanh kiếm. Tinh điểm này ẩn giấu một lực lượng làm Vương Lâm cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Chỉ trong chốc lát mà có thể làm tinh điểm thứ 6 của mình xuất hiện dấu hiệu ngưng tụ, như vậy thì tinh điểm cổ thần dùng để luyện hóa thanh kiếm chẳng lẽ là của cửu tinh vương tộc sao? Vương Lâm đặt chén trà xuống, tâm thần lại chấn động. Trên một tu chân tinh khác, nhóm trưởng lão Vô Cực Tông Phùng Hải đang phụ trách sắp xếp cho hơn 10 vạn tu sĩ. Tất cả đều tản ra rồi quay về địa phương của tông phái mình. Còn Quy Nguyên Tông thì được Phùng Hải tự thân đưa đi. Lúc này tất cả đang tiến vào một đình viện đã được chuẩn bị cho tông phái thăng tiến lên cấp 7. Đúng lúc này, một trận pháp khủng bố lập tức được mở ra bên trên tu chân tinh. Nếu không có lệnh bài thì chẳng thể ra, nhưng nếu tiến vào đây thì lại không sao. Lý Thiến Mai cũng đi theo đám người Quy Nguyên Tông tiến vào trong đình viện tông phái cấp 7. Lúc này nàng đang đứng trong khoảng sân nhỏ, vẻ mặt dần trầm xuống. Nàng đang đảo mắt nhìn về phía bầu trời đêm. Nàng đang đợi Vương Lâm quay về. Mộc Băng Mi cũng đứng một mình bên ngoài đình viện Quy Nguyên Tông ngàn trượng. Hình bóng cô độc của nàng được ánh trăng chiếu lên. Mặt đất cực kỳ tĩnh mịch. Trong bóng đêm hưu quạnh, nàng cắn môi dưới. Nàng cũng giống như Lý Thiến Mai, đang đợi Vương Lâm trở về. Nàng có một vài lời muốn nói với Vương Lâm, cũng chắc chắn phải nói. Đúng lúc này bên ngoài tinh vực cấp 8, trong trung tâm tinh vực cấp 9 giữa biển sương mù dày đặc. Trên một tu chân tinh khổng lồ có một cung điện được bao phủ luồng khí tức lạnh lẽo. Có một người đồng tử đang khoanh chân ngồi đó. Đồng tử này có làn da đỏ hồng nhưng mái tóc lại bạc trắng. Hai mắt mở lớn bùng ra những luồng tinh quang kinh người. Trước người hắn lơ lửng 7 khối ngọc giản.
Trên ngọc giản có khắc tên, khối ngọc giản thứ ba có tên Lữ Tử Hạo. Người đồng tử này nâng tay phải điểm lên từng khối ngọc giản, cuối cùng tay phải ngừng lại trên ngọc giản khắc tên Lữ Tử Hạo. Từ khi khí tức của chủ nhân bùng ra, ta đã phát động người thần tông lục soát khắp chuyện tìm kiếm tất cả những kẻ khả nghi, cuối cùng cũng tìm được 7 người này. Sau khi liên tục loại trừ, chỉ còn lại một mình Lữ Tử Hạo. Hai mắt đồng tử tóc trắng chợt lóe lên sát khí. Đúng lúc này đột nhiên nhướng mày, vung một chảo tay trái lên hư không, một ngọn lửa xuất hiện trên tay. Khi ngọn lửa liên tục thiêu đốt thì có một khối ngọc giản xuất hiện. Ngọc giản này chính là vật được Vương San San đang ở trong Vô Cực Tông dùng phương pháp đặc biệt đưa đến. Đồng tử lại vung một chảo tay trái lên, ngọn lửa quỷ dị lập tức dung nhập vào trong tay. Trong đầu lão rõ ràng hiện ra hàng loạt tình cảnh của Vương Lâm ở Vô Cực Tông. Sau khi đồng tử nhìn thấy tình cảnh này thì đang ngồi lập tức đứng thẳng người dậy. Khoảnh khắc này những khối ngọc giản không được khắc tên Lữ Tử Hạo đều tan vỡ. Một luồng khí tức bản nguyên khủng bố giống như lỗ phu tử trên La Thiên Tinh vực lập tức bùng lên từ trong thân thể người đồng tử. Khí tức này xoay chuyển thiên địa làm những luồng sương mù đang bao phủ bên ngoài tu chân tinh cũng vận chuyển dữ dội. Chính là hắn, giết Lâm 1000 cũng nhất định không buông tha cho những kẻ khả nghi. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1260, ta đã trở lại. Âm thanh của đồng tử tóc trắng đứng trong cung điện vang vọng ra và bùng lên những cơn gió bão làm cho sương mù bên ngoài tu chân tinh vận chuyển dữ dội, đồng thời cũng phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Chủ nhân, Thủy đạo tử ta năm xưa theo người đi chinh chiến khắp thiên địa, đã nhiều lần suýt phải bỏ mạng, cũng coi như không uổng công sức năm xưa người cứu ta. Ân oán giữa người và ta đã hết, sau khi người chết tuy ta trở thành người tiếp quản thần tông, nhưng dù sao người cũng đã chết, tất nhiên thần tông cũng phải có người chủ mới. Chuyện này Thủy đạo tử ta làm cũng không sai lầm, nhưng ngươi rốt cuộc đã chết hay chưa? Đồng tử lẩm bẩm nói, vẻ mặt lão trở nên cực kỳ dữ tợn, lão ngẩng đầu nhìn hư không bên ngoài đại điện, vẻ mặt lại trở nên âm trầm. Người vốn phải chết, ba người gồm ta, trưởng tôn và diệu âm đạo tôn đều dùng tất cả sức lực tấn công thì chắc chắn ngươi không thể sống được. Hơn nữa năm xưa còn có một vài tu sĩ thần bí đến từ viễn cổ tiên vực âm thầm ra tay trợ giúp, dù người có tu vi thông thiên cũng chắc chắn phải chết. Nhưng vì sao trước đây ta lại cảm nhận được một luồng khí tức của ngươi? Chẳng lẽ năm xưa ngươi đã chết rồi chuyển thế trùng sinh rồi sao? Vẻ mặt đồng tử tóc trắng lại càng trở nên dữ tợn, hai mắt bùng lên những luồng sát khí kinh hoàng. Nếu ngươi chuyển thế trùng tu thì năm xưa những tu sĩ viễn cổ tiên vực chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng vài tháng trước ta rõ ràng cảm nhận được luồng khí tức của ngươi, điều này hoàn toàn chính xác. Khi nghĩ đến luồng khí tức vài tháng trước, da đầu của đồng tử tóc trắng lại trở nên tê dại. Chính vì luồng khí tức này xuất hiện mà mấy tháng qua lão sống trong cảm giác sợ hãi kinh thiên, hoảng sợ kinh khủng. Thậm chí lão còn không tiếc bất kỳ cái giá nào để phát động thần tông điên cuồng điều tra. Ngay cả khi nhận được ngọc giản của thánh nữ Côn Hư, dù không có ham muốn truyền thừa của Côn Hư nhưng lão cũng phải phái đệ tử ra nghênh đón. Lão già đồng tử tu đạo rất nhiều vạn năm, từ sau khi chủ nhân chết, đây là lần đầu tiên lão sinh ra cảm giác sợ hãi. Cảm giác này làm đồng tử tóc trắng phải nhớ đến những tình cảnh trước khi chủ nhân chưa chết. Khi chủ nhân của đồng tử tóc trắng chưa chết thì loại cảm giác này vẫn tồn tại. Đến khi chủ nhân chết đi lão mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, mấy tháng trước cảm giác sợ hãi năm xưa lại rõ ràng bùng lên làm cho trái tim, máu thịt của lão muốn phóng ra khỏi lồng ngực. Sau khi trầm vào trong lặng lẽ một lúc lâu, đồng tử tóc trắng vội cắn răng, trong mắt bùng ra luồng sát khí điên cuồng, lão dùng giọng lạnh lùng mà lẩm bẩm. Dù người thật sự chuyển thế trùng tu, ta cũng phải tìm đủ mọi cách giết chết ngươi. Huống hồ năm xưa đám người viễn cổ tiên vực cũng không tìm được thiên nghịch. Chủ nhân, nếu không phải ngươi nghịch thế trùng tu thì khi thiên nghịch hiện ra, vì ngươi ẩn giấu vào trong thiên nghịch nên ta không dám đụng vào. Nhưng nếu muốn bức linh hồn của ngươi ra ngoài,
Ta đây hoàn toàn có thể làm được. Ánh mắt đồng tử tóc trắng chợt lóe lên, lão lại chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, lão lại nhắm chặt hai mắt. Tử Hạo, tất cả thần thông của ngươi không lộ ra bất kỳ điều gì làm lão phu nghi ngờ, nhưng chỉ có duy nhất định thân thuật bắt buộc lão phu phải ra tay. Pháp thuật này trên thế gian chỉ có chủ nhân, Thanh Sương và lão phu nắm giữ mà thôi. Buồn cười là năm xưa Thanh Sương chỉ coi đây là một thuật thần thông ngẫu nhiên đoạt được, nên cũng không biết được pháp thuật này mạnh đến mức kinh thiên động địa. Đây chính là viễn cổ tiên thuật được chủ nhân mang đến từ viễn cổ tiên vực. Định thân, định hồn, định nguyên, định vận chuyển thiên địa, định ngân hà xoay chuyển, định thời gian xuôi dòng, định biến hóa không gian. Sau khi chủ nhân chết đi thì không còn bất kỳ người nào hiểu rõ một chữ định hơn ta. Hiện tại tên kia đang ở Vô Cực Tông, cứ cho hắn tồn tại một khoảng thời gian nữa. Đợi đến khi lão phu tế luyện chín mặt vạn cổ luân hồi kính để bày ra luân hồi đại trận, lúc đó dù chủ nhân trùng tu hay giấu hồn trong thiên nghịch cũng không thể chạy thoát được. Đồng tử tóc trắng mở to hai mắt già, hàn quang chợt lóe lên bên trong. Lão già đồng tử cực kỳ cẩn thận với những hành động lần này, không phải vì Vương Lâm mà vì chủ nhân. Vì vậy mà hắn không thể lỗ mãng, cần phải chuẩn bị một cách vẹn toàn. Vương Lâm vẫn đang ngồi trên đỉnh núi Lỗ Túc trong Vô Cực Tông, hắn đặt chén trà trong tay xuống, khí tức cổ thần liên tục theo hai chân tiến vào trong cơ thể, sau đó lại ngưng tụ trên mi tâm. Hai người tông chủ và thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông cùng nói chuyện phiếm với Vương Lâm, trong lời nói của họ cũng có ý muốn thăm dò xem Vương Lâm học được thần thông từ nơi nào. Nếu là ngày thường thì Vương Lâm sẽ không thèm quan tâm, hắn chỉ cần nói qua loa cho xong chuyện. Nhưng hiện nay đối phương đồng ý đưa ra cực âm hồn, mà quan trọng hơn chính là Vương Lâm đang hấp thu khí tức cổ thần trên đỉnh núi Lỗ Túc. Khi hắn liên tục hấp thu thì những thay đổi lại càng trở nên dữ dội. Vì muốn phân tán lực chú ý của hai người trước mặt mà vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường. Hắn chỉ mỉm cười và nói đủ mọi chuyện, nhưng những lời nói của hắn cũng phần lớn nằm trong sương mù, cũng có một chút đạo lý để người khác hiểu. Đạo thiên địa ở trong tâm, trong lòng có đạo tất nhiên sẽ huyễn hóa ra vạn vật, hơn nữa cũng có thể đưa vạn vật dung nhập vào đạo niệm để chuyển hóa thành thuật thần thông của bản thân. Khi Vương Lâm mở miệng nói thì bên ngoài lầu, các có hai luồng cầu vồng gào thét phóng đến, khi chuyển xuống cửa thì hóa thành hai người đàn ông trung niên mặc đạo bào. Hai người này cung kính đứng sát cửa, một người trong số đó ôm quyền nói, đệ tử mang tới cực âm, kính xin tông chủ xem qua. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, hắn cũng không đảo mắt nhìn ra bên ngoài mà trực tiếp nói chuyện. Mãi đến khi qua hết một nén hương, ánh mắt hắn mới chuyển ra bên ngoài. Tông chủ Vô Cực Tông vẫn liên tục chú ý đến lời nói của Vương Lâm, sau khi nghe xong thì trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lão rõ ràng biết được trong lời nói của đối phương chẳng có bất kỳ điều gì, nhưng lão cũng rút ra được một điều, nói chung là rất quỷ dị. Lúc này nhìn thấy ánh mắt Vương Lâm đảo ra ngoài lầu các, lão vội ho khan một tiếng rồi trầm giọng nói, các người mau mang đến cho Lữ đạo hữu xem qua. Hai người đứng ngoài lầu các vội vàng trở nên cung kính rồi đi vào trong. Khi đến trước mặt Vương Lâm thì dừng lại rồi cung kính đưa ra một lá cờ nhỏ có sáu mặt. Sau khi Vương Lâm dùng thần thức đảo qua thì lập tức phát hiện trong lá cờ nhỏ có một luồng cực âm hồn cực kỳ tinh thuần. Vương Lâm cười lên ha ha rồi đứng thẳng người lên. Hắn hướng về phía tông chủ và thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông ôm quyền rồi cười nói, đa tạ hai vị, Lữ mỗ vô cùng cảm kích. Tông chủ Vô Cực Tông cũng đứng dậy rồi cười nói, Lữ đạo hữu không nên khách khí, năm ngày sau chính là đại hội phân tông cấp 8. Đến lúc đó mong rằng Lữ đạo hữu ra tay toàn lực để Vô Cực Tông ta xuất quân chiến thắng giòn giã. Thái thượng trưởng lão cũng đứng thẳng người lên rồi mỉm cười ôm quyền nói. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, hắn khẽ gật đầu rồi nói, chuyện này hai vị cứ yên tâm, Lữ mỗ chắc chắn sẽ xuất toàn lực. Hiện nay Lữ mỗ đã rời khỏi Quy Nguyên Tông trăm năm nên cũng không làm phiền, tại hạ phải về Quy Nguyên Tông ôn chuyện cùng đám vãn. Bối. Nụ cười trên mặt tông chủ Vô Cực Tông cũng ngày càng rực rỡ, sau khi nghe vậy thì cười nói,
Tính tình Lữ lão đệ cũng là rồng trong loài người, rất chú trọng đến việc bảo vệ đệ tử tông phái. Thôi, lão phu cũng không nên giữ Lữ đạo hữu lại lâu, Tôn Đức, người dẫn đường cho Lữ đạo hữu đến Quy Nguyên Tông. Một người trong số hai người đem đến cực âm hồn vội vàng cung kính rồi cúi người cáo từ. Vương Lâm hướng về phía hai vị tông chủ và thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông ôm quyền rồi xoay người hóa thành cầu vồng phóng thẳng ra ngoài lầu các. Khoảnh khắc sau hắn đã xuất hiện giữa không trung, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy hắn đã cảm nhận được luồng khí tức cổ thần trên ngọn núi trở nên cực kỳ nồng đậm, đã mơ hồ xuất hiện dấu hiệu quấy rối thiên địa. Nếu hắn vẫn cứ tiếp tục ở trên núi, chỉ cần thời gian vài hơi thở thì người ngoài lập tức phát hiện ra những thay đổi này ngay lập tức. Cho nên Vương Lâm nhất định phải bỏ đi thật nhanh. Vương Lâm chỉ ở trên ngọn núi khoảng thời gian một nén hương, nhưng tinh điểm cổ thần thứ sáu đã tan vỡ trên mi tâm đã xuất hiện, đã trở thành một vòng xoáy cực kỳ yếu nhược. Dù tinh điểm thứ sáu không hoàn toàn khôi phục nhưng cũng không kém hơn so với trước đây. Đáng tiếc, nếu không ai phát hiện ra thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội để hấp thu khí tức cổ thần. Thậm chí ngay cả thanh kiếm được tinh điểm cổ thần tế luyện cũng sẽ rơi vào tay ta. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, dưới sự dẫn đường của đệ tử Vô Cực Tông hắn phóng về phương xa như tên bắn. Khi Vương Lâm bỏ đi, khí tức cổ thần đang ngủ say trên ngọn núi lập tức yếu hẳn xuống, cuối cùng lại lâm vào trạng thái ngủ say. Từ đầu đến cuối Vương Lâm hấp thu cực kỳ cẩn thận nên không làm cho nhiều người chú ý. Tối đa cũng chỉ có người đột nhiên cảm thấy nguyên lực thiên địa bên ngoài ngọn núi có chút khác biệt, cũng không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Sau khi Vương Lâm bỏ đi, nụ cười trên mặt tông chủ Vô Cực Tông đang đứng trong lầu các được thu trở lại. Lão trầm giọng nói, người này quả nhiên bất phàm. Hắn chỉ tới đây một lúc mà nguyên lực thiên địa đã xuất hiện biến hóa. Vị thái thượng trưởng lão bên cạnh cũng gật đầu. Lão khẽ mở miệng, dù thế nào hắn cũng là người Quy Nguyên Tông, cũng là môn hạ của Vô Cực Tông chúng ta. Loại nhân vật này cũng đừng quá mức gò ép. Hắn có thể xuất chiến trong đại hội phân tông cấp 8 thì chính là một chuyện cực kỳ quan trọng đối với Vô Cực Tông chúng ta. Tông chủ Vô Cực Tông trầm ngâm một lát rồi hất tay áo lên. Thần niệm của lão lập tức bao quanh ngọn núi Lỗ Túc. Triệu tập tất cả thái thượng trưởng lão, chúng ta có chuyện cần phải trao đổi. Vương Lâm được đệ tử Vô Cực Tông dẫn đường đã phá vỡ tinh không phóng đến cấm chế phong ấn trên một tu chân tinh khác. Trên đường đi, vẻ mặt của tên đệ tử Vô Cực Tông cực kỳ cung kính, nói là dẫn đường nhưng người này vẫn đi ở phía sau nửa bước, cũng không dám phóng qua mặt Vương Lâm. Sau khi tiến đến phong ấn trên tu chân tinh, đệ tử Vô Cực Tông này lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm để biết được vị trí Quy Nguyên Tông, sau đó lại tiếp tục dẫn đường phóng xuống bên dưới. Không lâu sau, hai người đã đi đến không trung trên đỉnh viện Quy Nguyên Tông. Đệ tử Vô Cực Tông hướng về phía Vương Lâm ôm quyền. Hắn cung kính nói, tiền bối, đây chính là địa phương Quy Nguyên Tông. Nếu không còn gì cần sai bảo thì vãn bối xin cáo từ. Vương Lâm khẽ gật đầu, đệ tử Vô Cực Tông khom người lui ra rồi hóa thành một luồng cầu vồng phóng về phương xa. Lúc này trên bầu trời chỉ còn lại một mình Vương Lâm. Tất nhiên hắn cũng thấy được Mộc Băng Mi đang đứng ở phương xa, cũng thấy được hình bóng của Lý Thiến Mai trong đình viện. Lý Thiến Mai đang đứng trong đình viện, ánh trắng chiếu lên người nàng lại càng trở nên lung linh và tĩnh lặng dưới ánh trăng. Lý Thiến Mai khẽ ngước đầu lên nhìn về phía Vương Lâm trên bầu trời, trên mặt nàng lộ ra nụ cười kinh tâm động phách. Ta đã trở về. Vương Lâm hạ xuống đứng bên ngoài Lý Thiến Mai vài trượng nơi khoảng sân nhỏ, hắn trầm mặc một lát rồi khẽ nói. Ánh trăng chiếu lên người Vương Lâm làm hình bóng của hắn đổ dài trên nền đất. Hình bóng này nhập lên bóng người của Lý Thiến Mai, nhưng cũng phân ra rất nhanh. Bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có những ngọn gió nhẹ thổi qua làm hoa lá xào xạc hương thơm khẽ tỏa. Nhưng lúc này Lý Thiến Mai và Vương Lâm vẫn đứng lặng dưới ánh trăng, cả hai đều trầm mặc. Các bạn vừa nghe xong tập 126 của bộ truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này.
Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.